Hình chưa ạ? À, chúng ta nhắc lại bài cũ một xíu ha. Như vậy thì các bạn sẽ nhớ cho cô đó là cái đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Sẽ là những cá nhân, những tổ chức mà có kinh doanh hàng hóa hoặc là dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì họ sẽ là người nộp thuế. Và cái thuế tiêu thụ đặc biệt này nó có một cái đặc điểm rất quan trọng, đó là nó chỉ thu trên một giai đoạn thôi ạ. Ví dụ như thế này ha. Ừ, tôi là một nhà máy, nhà máy sản xuất rượu đi các bạn ha, nhà máy sản xuất rượu ạ. Tôi là một nhà máy sản xuất rượu, thì lúc này tôi bán hàng cho siêu thị, tôi bán hàng cho siêu thị ạ. Và tôi đang giả sử ở đây là siêu thị thì bán hàng cho người tiêu dùng, thì lúc này nhà máy sản xuất rượu này họ sẽ là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ạ, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và khi bán cho siêu thị thì siêu thị ở cái khâu này này các bạn. Ở khâu này thì chúng ta chỉ tính về thuế giá trị gia tăng thôi các bạn ha. Thuế giá trị gia tăng thôi ạ. Nhưng mà thực tế thì cái thuế mà nhà máy sản xuất rượu này họ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì trong cái giá bán ra của họ là đã có thuế rồi. Và siêu thị thì sẽ mua với cái giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và bán ra cho người tiêu dùng chỉ tính thuế giá trị gia tăng. Nhưng thực chất thì về bản chất của thuế gián thu thì người tiêu dùng cuối cùng ạ. Thì đây là người chịu hết những cái sắc thuế các bạn ha. Như vậy thì thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn lưu ý là nó chỉ tính ở trên cái giai đoạn này thôi này. Chỉ tính ở trên giai đoạn này thôi. Còn đến khâu này chúng ta chỉ tính thuế giá trị gia tăng ạ. Và chúng ta cũng đã học ở phần trước rồi. Thuế phải nộp ạ. Các bạn lưu ý ha. Như vậy thì các bạn sẽ có là thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thì sẽ bằng là giá tính thuế. Sẽ bằng là giá tính thuế. Và nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thì cái thuế suất này nó đơn giản rồi, bởi vì chúng ta nó được quy định trong văn bản đã có rõ là đối với mặt hàng hóa A, B, C thì mức thuế suất là bao nhiêu, thì phần này cô không yêu cầu các bạn phải học thuộc, nhưng mà chúng ta cũng phải đọc để chúng ta biết được là cái mức thuế suất như thế nào. Còn về giá tính thuế ở đây thì chúng ta phải xác định ạ, bởi vì trên thực tế thì các bạn thấy cái hoạt động kinh doanh nó có rất nhiều những cái diễn biến phức tạp, như vậy thì không phải đơn giản lúc nào chúng ta cũng xác định được giá tính thuế. Đối với trường hợp này thì các bạn sẽ sao ạ? Rồi các bạn lưu ý một xíu ha. Lớp mình đông quá, không dùng được Zoom chứ cô thấy dạy Zoom nó tiện hơn cái phần chia sẻ màn hình nhá. À không. Rồi, như vậy thì chúng ta có phần giá tính thuế ạ. Rồi, giá tính thuế thì các bạn luôn luôn giúp nhớ cho cô là gì ạ? Đây. À, chúng ta có gì đây các bạn? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì sẽ bằng là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ đi thuế bảo vệ môi trường nếu có. Nếu có ở đây là trong một số những đối với những cái sản phẩm mà có gây hại đến môi trường thì sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường nữa. Nếu như có thì chúng ta phải trừ đi cái thằng thuế bảo vệ môi trường. Và các bạn chia cho 1 cộng với thuế suất các bạn ha. Thì cái việc xác định giá tính thuế này hôm bữa chúng ta đang dừng lại ở phần đó là giá tính thuế đối với hàng hóa gia công. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp theo vào phần giá tính thuế đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm ạ. Thì các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? À, trên thực tế thì cái việc mà bán hàng người ta sẽ có một cái hình thức nữa là bán theo phương thức trả góp, trả chậm. Cái vấn đề này thì các bạn cũng dễ rồi đúng không? Bởi vì ví dụ như các bạn đi ra ngoài thế giới di động, các bạn chưa đủ tiền thì các bạn mua một cái điện thoại 20 triệu. Thì các bạn có ở thế giới di động thì người ta sẽ có phương thức trả góp hoặc là trả chậm. Thì so với cái việc mà chúng ta mua trả tiền ngay một lần thì trả góp trả chậm thì chúng ta sẽ phải trả cho họ cả một cái số tiền lãi với cái thời gian mà chúng ta mua trả góp ạ. Thì trong trường hợp mà đơn vị bán hàng hóa theo phương thức trả góp hoặc là trả chậm thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Các bạn vẫn lưu ý đó là gì ạ? Nó vẫn là cái giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt nha các bạn. Chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Và nhưng của gì ạ? Nhưng của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không bao gồm khoản trả lãi
trả chậm. Như vậy thì các bạn lưu ý là gì? Dù chúng ta có mua theo cái phương thức trả góp hay trả chậm thì cái giá để tính thuế tiêu thụ đặc biệt nó vẫn được xác định nó là gì ạ? Đó là cái giá theo phương thức trả tiền một lần các bạn ha. Như vậy nó vẫn là cái giá theo phương thức trả tiền một lần ạ. Như vậy các bạn lưu ý ha. Như vậy thì giá tính thuế trong trường hợp này sẽ là giá theo phương thức trả tiền một lần ạ. Để rõ hơn thì các bạn sẽ coi cái ví dụ đây ạ. À, tôi đang giả sử là gì ạ? À, công ty sản xuất ô tô Toyota Việt Nam thì khi bán ô tô họ đã đưa ra hai phương thức bán hàng. Tức là gì? Phương thức thứ nhất là nếu như mà người mua mà trả chậm trong vòng 5 năm thì họ sẽ có cái giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là trả 900 triệu đồng trên một chiếc ô tô ạ. Và họ cũng có phương thức là nếu như khách hàng mà trả tiền một lần thì họ bán với cái giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 780 triệu đồng. Rồi các bạn nhìn thấy chênh lệch chưa ạ? À, như vậy tôi chênh lệch 120 triệu. Thì cái 120 triệu này chính là cái lãi mà sau chúng ta phải trả cho cái việc mà chúng ta gì ạ? Chúng ta đã mua trả góp trong vòng 5 năm. Và trong tháng thì giả sử rằng là trong tháng này công ty bán được 45 ô tô. Thì trong đó có 8 ô tô là bán theo phương thức trả chậm ạ. Và tôi đang giả sử là trong trường hợp này thì thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô là 50%. Như vậy thì các bạn xác định cho cô là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô mà đơn vị này đã tiêu thụ ạ. Tức là chúng ta sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp là tiêu thụ ạ. Như vậy các bạn tính đi ạ. Bước sau các bạn chú ý các bạn tham gia cho nó đúng cái thời gian nhé. Chứ cứ mỗi lần đăng dạy cứ tham gia vậy nó âm thanh nó hơi khó chịu. Các bạn đi làm ví dụ đó đi ạ. Các bạn làm xong, bạn nào mà làm xong thì có thể các bạn phát biểu, các bạn đọc lên rồi cô sẽ viết cái phép tính của các bạn ha. Bạn xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô đã tiêu thụ đi ạ. Sau buổi học ngày hôm nay thì tối mai các bạn sẽ có một bài kiểm tra ha. Rồi bạn nào làm xong rồi các bạn có thể đọc lên ạ. Các bạn đọc lên ha, các bạn đọc, các bạn phát biểu lên đi ạ để mình, bởi vì mình tránh cứ thoát ra thoát vô nó hơi phiền ạ. Bạn nào làm xong rồi thì đọc ạ.
Như vậy chúng ta sẽ xác định được là trong trường hợp này thì các bạn sẽ có bao nhiêu, so số lượng tiêu thụ là bao nhiêu ạ? Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ tính thuế trên cái số lượng mà thực tế đã tiêu thụ, bởi vì bữa trước chúng ta đã học là gì ạ? Số lượng để làm căn cứ tính thuế đó là số lượng thực tế đã tiêu thụ, tính cả trao đổi, biếu tặng và tiêu dùng nội bộ các bạn ha. Như vậy có bạn nào xung phong không ạ? Bạn nào xung phong thì các bạn phát biểu nha. Rồi cô sẽ gọi thử một bạn ha, không có bạn nào xung phong. Các bạn xung phong thì các bạn có điểm, còn các bạn mà không mà mình gọi thì chỉ là mình gọi để tương tác trong lớp thôi ha. Bạn chế nữ Minh Châu ạ. Rồi chế nữ Minh Châu có không ạ? Rồi, gọi một bạn khác thử coi ha. Rồi, bạn Bành Quang Huy ạ. Rồi, bạn Bành Quang Huy làm bài này đi ạ. Bạn tính như thế nào ạ? Các bạn lưu ý ha, những bạn mà tôi gọi tên đến hai lần mà thấy các bạn không có sự tương tác, các bạn không không trả lời thì mình sẽ ghi vắng luôn hôm đó, buổi hôm đó nhé. Sao lại không mở được? Nick của các bạn có gì đâu mà không mở được. Không có lý do gì hết ạ. Hiểu thôi, còn đâu mình sẽ ghi lại cái câu trả lời của bạn ạ. Dạ, em lấy 50 nhân với 800 triệu chia cho 1 cộng 50%. Sao lại 50? Chúng ta có bao nhiêu ạ? Chúng ta có số lượng ô tô tiêu thụ là bao nhiêu các bạn? Số lượng ô tô tiêu thụ là bao nhiêu ạ? 45. Chúng ta có số lượng tiêu thụ là 45. Chúng ta có số lượng tiêu thụ là 45 mà. Đúng không? Rồi Dạ, bạn lấy sao ạ? lấy 45 nhân 800 triệu chia 1 cộng 50%. Phương Trinh đang sử dụng giáo trình cũ đúng không? Dạ. Các bạn nhìn lên màn hình đi ạ. Các bạn nhìn lên màn hình ý, cô đang dùng cái ví dụ mà cô đã cập nhật rồi ha. Cô vẫn đang chia sẻ mà. Rồi sau này mà những cái bạn mà các bạn cứ vô trễ hay là như thế nào là mình không có xét các bạn vô đâu ha. Rồi, Phương Trinh nhìn lại lên màn hình đi ạ. Như vậy thì chúng ta có gì ạ? Trong tháng công ty bán được 45 ô tô, trong đó có 8 ô tô là bán theo phương thức trả chậm. Và đang giả sử rằng là thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô là 50%. Thì lúc này chúng ta sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số lượng tiêu thụ là bao nhiêu ạ? Dạ bốn. Là 45. Chúng ta sẽ có giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Sẽ là 45. Mình sẽ viết lên trên này các bạn ha, cho nó có chỗ trống ạ. Rồi 45. Rồi, và giá tính thuế của trong trường hợp này thì chúng ta sẽ tính theo phương thức gì ạ? Trả tiền một lần hay là trả góp trả chậm ạ? Lần. Và trả một lần, như vậy thì chúng ta sẽ lấy giá là bao nhiêu các bạn?
900 triệu. Phương Thức trả tiền một lần mà. Dạ 780. 780. Đúng rồi, 900 triệu của chúng ta là nếu người mua trả chậm trong vòng 5 năm thì có giá bán chưa có thuế, giá trị gia tăng là 900 triệu. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 780 các bạn ha. Ở trên bảng thì cô sẽ viết tắt nhé, còn đâu cả lớp trong vở các bạn sẽ viết đầy đủ ạ. Như vậy chúng ta chia cho bao nhiêu ạ? Các bạn lưu ý là khi cái giá mà bán ra với giá chưa có thuế giá trị gia tăng thỏa mãn rồi, nhưng trong 780 triệu đó là đã có thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy các bạn phải chia cho bao nhiêu ạ? 1 cộng với 50%. Thì đây là giá tính thuế ạ. Đây là đáp án các bạn ha. Các bạn sẽ tự tính cho cô ạ. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có giá tính thuế. Các bạn sẽ ghi là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 50 ô tô tiêu thụ, của 45 ô tô tiêu thụ ha, sẽ bằng là 45 nhân 780 và chia cho 1 cộng với 50%. Bây giờ tôi hỏi, đây là giá tính thuế. Như vậy trong trường hợp này mà tôi hỏi các bạn rằng là như vậy thì trong trường hợp trong tháng này với cái việc mà tiêu thụ được 45 ô tô thì công ty sẽ phải nộp với mức thuế suất, phải nộp với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt là bao nhiêu ạ? Thì các bạn sẽ lấy cái gì ạ? Nếu như mà các bạn lấy cái kết quả này, các bạn nhân với cái gì ạ? Các bạn nhân với 50% thì đây nó sẽ ra là tiền thuế các bạn ha. Tiền thuế phải nộp ạ. Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ạ. Như vậy nếu như mà các bạn lấy 45 nhân với 780 chia cho 1 cộng 50% nhân với 50% thì nó sẽ ra là tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp phải nộp. Tuy nhiên bởi vì chúng ta đang dừng lại ở phần giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nên cô với anh chị dừng lại tại đây thôi các bạn ha. Đầu như vậy trong ví dụ này thì các bạn có thắc mắc gì không ạ? Bây giờ cô hỏi một bạn nữa ha. Cô đang giả sử như trong trường hợp này là tình hình sản xuất kinh doanh của ô tô này trong vòng một tháng. Như vậy giả sử là trong tháng này công ty mà bán được 45 ô tô thì doanh thu của công ty sẽ là bao nhiêu ạ? Quản trị A42 học ở trong môn nguyên lý kế toán cô dạy học kỳ trước rồi, đã nói đến rồi ạ. Bạn nào biết được ạ? Các bạn bạn nào biết thì các bạn cứ xung phong phát biểu ha, xong là các bạn sẽ nói tên thì cô có danh sách ở đây, cô sẽ ghi nhận cái điểm phát biểu cho các bạn ạ. Rồi cô hỏi lại ha. Và cũng với cái thông tin của ví dụ này thì chúng ta đang giả sử rằng là công ty này trong tháng bán được 45 ô tô, trong đó có 8 ô tô bán theo phương thức trả chậm. Thì lúc này theo các bạn thì doanh thu của công ty này trong tháng vừa rồi sẽ là bao nhiêu ạ? Các bạn đọc phép tính lên ạ. Chúng ta đang giả sử ha, chúng ta đang giả sử là chúng ta sẽ tính doanh thu của công ty này. Rồi chúng ta đang giả sử tính doanh thu các bạn ha. Rồi như vậy tôi đang giả sử là tôi đi tính doanh thu trong trường hợp này bằng bao nhiêu ha. Có bạn nào biết không ạ? Doanh thu bằng bao nhiêu các bạn? Trong môn nguyên lý kế toán cô nhớ là bữa trước cô có dạy, cô đã chỉ cho các bạn rồi. Đối với trường hợp mà đơn vị bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm. Rồi có bạn nào phát biểu không ạ? Không có thì để cô gọi tên ha. Ở trên bảng này Nguyễn Ngọc Thảo Linh đọc thấy chưa ạ? Dạ rồi cô. Rồi như vậy cô hỏi là giả sử với cái thông tin của ví dụ trên bảng ở đây thì chúng ta, các bạn cho cô biết là giả sử tôi muốn xác định xem là doanh thu của công ty này trong tháng thì em sẽ tính như thế nào ạ? Doanh thu là gì các bạn? Doanh thu là số tiền thu được từ cái việc mà đơn vị bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ, trong trường hợp này của chúng ta đang là bán hàng ạ. Như vậy doanh thu sẽ là bao nhiêu bạn Linh? Các bạn bán được số lượng là bao nhiêu ạ?
Dạ, 45. 45 rồi, như vậy chúng ta theo bạn thì các bạn sẽ tính doanh thu như thế nào ạ? Doanh thu thì sẽ bằng số lượng nhân với giá. Các bạn có thể trả lời sai hoặc là đúng, không có sao, nhưng mà cái việc mà tính doanh thu thì đến thời điểm này sinh viên năm thứ hai các bạn phải biết được rồi chứ. Bạn lấy 45 nhân với giá nào ạ? Dạ, 780 triệu. Rồi, doanh thu là 45, bạn Linh bảo là 45 nhân với 780 triệu ạ. Thì đây là doanh thu của một tháng đó ạ. Rồi, cảm ơn bạn Linh. Còn bạn nào có ý kiến khác không ạ? Có bạn nào không ạ? Rồi, bạn Phạm Văn Linh. Phạm Văn Linh không tham gia buổi học này đúng không? Rồi Nguyễn Thị Khánh Nguyên ạ. Dạ em ra 24 Nguyễn triệu Thị Khánh Nguyên. 040 ạ. Không, cô không hỏi đáp Ơ án, dạ cô chỉ hỏi cái 24 cách phẩy tính toán thôi. Ừ, cô không hỏi đáp dạ án nhé, em lấy các bạn có 30. máy tính thì các bạn tự lấy ạ. Được, Khánh Nguyên trong Dạ trường hợp em này lấy là Khánh Nguyên tính doanh thu như thế nào ạ? dạ em lấy 38 37 nhân với 780 cộng với 900 nhân 8 xong chia cho 1,5 ạ. À, Khánh Nguyên lấy gì? 30, 37 Dạ nhân với 37 bao nhiêu ạ? nhân với dạ 100 780. 780 cộng với gì ạ? Cộng với 8 Dạ nhân với 8 900 như nhân vậy xong hả? Rồi sao dạ nữa? xong chia cho 100 dạ chia cho 1,5. Chia cho 1,5. À, đây là trường hợp doanh thu của bạn Nguyên tính ha. Cô nhớ là bữa trước nguyên lý kế toán cô dạy cả lớp như thế nào ta? À, đối với trường hợp mà doanh nghiệp bán theo phương thức trả góp trả chậm thì cái giá mà để các bạn tính thuế là gì ạ? Là giá bán của cái phương thức trả tiền một lần, không tính lãi trả góp trả chậm. Như vậy trên hai đáp án này thì đáp án của bạn gì ạ? Của bạn Linh sẽ là đáp án chính xác ha. Như vậy của Nguyên trong trường hợp này thì sẽ không đúng. Mà chúng ta sẽ ghi nhận theo 45 nhân với 780. Và lúc này thì các bạn sẽ thắc mắc là gì ạ? À, như vậy thì chúng ta cái phần chênh lệch lãi đi đâu? Như vậy thì các bạn sẽ có, chúng ta sẽ có chênh lệch là 8. Chúng ta sẽ có phần chênh lệch là 8 nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 120 triệu đồng này, các bạn sẽ lấy kết quả này ra và các bạn sẽ phân bổ về. Các bạn sẽ phân bổ về là gì ạ? 8 nhân với 120. Chúng ta có 8 chiếc xe mà chênh lệch của các bạn là bằng 120 đúng không ạ? Như vậy các bạn sẽ có 120. Các bạn sẽ nhân với 8 lên, các bạn sẽ ra là 960. Các bạn sẽ có kết quả là 960 ạ. Rồi các bạn sẽ có kết quả là 960 triệu. Và 960 triệu này của tôi là lãi trong vòng bao nhiêu năm các bạn? Chúng ta sẽ là lãi trong vòng 5 năm. Của các bạn là 960 này trong vòng là 5 năm, các bạn lưu ý ha. Như vậy thì định kỳ hàng năm người ta sẽ trích dần ra. Như vậy là mỗi năm của chúng ta sẽ trích ra 192 tiền lãi. Và 192 tiền lãi này là của 12 tháng trên một năm. Thì của một tháng các bạn lại chia đều ra cho một tháng. Và như vậy các bạn sẽ phân bổ dần cái số 960 triệu này trong vòng 5 năm. Các bạn phân bổ hết dần ra. Và đến hàng tháng các bạn sẽ cộng vào trong phần gì ạ? Doanh thu chưa thực. Doanh thu gì ạ? Từ trả góp trả chậm. Trước đây cô dạy các bạn rồi. Chúng ta doanh thu của chúng ta sẽ có gì ạ? Doanh thu của các bạn sẽ có là tài khoản 511. Và chúng ta cuối kỳ chúng ta còn có thêm gì nữa ạ? 515. Như vậy là chúng ta sẽ vào đây các bạn ha. Như vậy chúng ta sẽ, cái tiền lãi chúng ta sẽ đưa vào 515. Còn trong doanh thu 511 này là các bạn chỉ tính trên giá của phương thức trả tiền một lần thôi. Khánh Nguyên rõ chưa ạ? Dạ rồi ạ.
Như vậy các bạn nhớ ha, đối với cái việc mà ghi nhận doanh thu hay là chúng ta lấy để giá để tính thuế thì chúng ta sẽ lấy theo giá của phương thức mà chúng người mua thanh toán một lần. Như vậy trong trường hợp này sẽ là 780 triệu ha. Rồi, chốt lại đó là gì ạ? Cái ví dụ này chúng ta người ta yêu cầu là xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô đã tiêu thụ thì các bạn sẽ lấy phép tính này ạ. Các bạn sẽ lấy 45 triệu nhân với 780 và chia cho 1 cộng với 50% thì sẽ ra giá tính thuế của 45 ô tô tiêu thụ ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ đi qua ví dụ này các bạn ha. Rồi tiếp theo đó là trong trường hợp là gì ạ? Chúng ta đã có là số lượng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là số lượng tiêu thụ thực tế các bạn ha, là số lượng tiêu thụ thực tế trong kỳ. Như vậy là tính đối với hàng hóa dùng để trao đổi tiêu dùng nội bộ, biếu tặng cho hoặc là khuyến mại thì chúng ta cũng vẫn phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt và phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho những cái hàng hóa này. Bởi vì ngoài cái việc là một doanh nghiệp sản xuất ra để bán thì người ta sẽ còn rất nhiều những hoạt động khác như là người ta trao đổi để lấy nguyên vật liệu này, người ta tiêu dùng nội bộ, rồi hoặc là mang đi biếu, đi tặng, đi cho hoặc là khuyến mại. Như vậy thì trong trường hợp đó, trong những trường hợp này chúng ta không ghi nhận doanh thu nhưng mà chúng ta vẫn ghi nhận thuế và vẫn phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Như vậy thì giá tính thuế trong trường hợp này là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc là tương đương. Nhưng mà các em lưu ý cho cô đó là gì ạ? Tương đương tại cái thời điểm mà chúng ta phát sinh ra cái giao dịch này. Như vậy tương đương các bạn phải nhớ là tương đương tại cái thời điểm mà chúng ta phát sinh ra các cái hoạt động này. Tôi giả sử như là trong tháng 8 năm 2019 đi thì tôi đang bán cái sản phẩm, tôi đang bán chai rượu ra với giá là 26.000 đồng trên sản phẩm. Và lúc này giả sử như là tôi cũng trong tháng 8 này tôi có đi biếu cho khách hàng 1.000 sản phẩm đi ha. Tôi có một cái chương trình đó là chăm sóc khách hàng, tôi biếu cho khách hàng 1.000 sản phẩm. Thì lúc này cái giá nếu như mà tôi cho thông tin là giá với giá là 25.000 đồng chẳng hạn thì các bạn sẽ lấy cái giá mà tôi đưa cho các bạn. Nhưng trường hợp mà người ta không nói gì hết, người ta chỉ nói là cũng trong tháng 8 này doanh nghiệp có xuất ra 1.000 sản phẩm để biếu tặng cho khách hàng thì lúc này các bạn sẽ phải dựa vào đây là gì ạ? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa dùng để trao đổi tiêu dùng nội bộ, biếu tặng cho khuyến mại nó sẽ được xác định là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh ra các hoạt động này. Như vậy nó cũng vẫn sẽ là giá 26.000 đồng này các bạn ha. Và cái giá này cũng vẫn phải thỏa mãn là gì ạ? Là giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt nè, và chưa có thuế giá trị gia tăng và chưa có thuế bảo vệ môi trường. Như vậy các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy cái giá của sản phẩm cùng loại hoặc là sản phẩm tương đương nha. Và tại cái thời điểm mà chúng ta phát sinh ra cái giao dịch này ạ. Rồi, đây ạ. Ví dụ này các bạn làm nhanh ha. Ví dụ này rất là đơn giản. Tôi giả sử là gì ạ? Công ty của tôi là sản xuất rượu, bia, nước giải khát. Vào tháng 3 năm 2016, tôi đã xuất kho là 8.000 thùng bia để biếu tặng cho khách hàng. Và trong cùng cái thời điểm này, đây người ta có nói là gì ạ? Trong cùng thời điểm này thì công ty là sao ạ? Trong cùng thời điểm này thì công ty có đang bán bia với giá đã có thuế giá trị gia tăng là 176.000 đồng trên một thùng và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của bia là 55%, thuế giá trị gia tăng là 10%. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải xác định gì ạ? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 800 thùng bia mà biếu tặng. Như vậy thì trường hợp này 800 thùng bia tôi để biếu tặng nó vẫn phải được ghi nhận vào để chúng ta hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi các bạn làm đi ạ, giá tính thuế trong trường hợp này là bao nhiêu ạ? Bạn nào làm xong thì các bạn có thể phát biểu ha. Lưu ý ha. Vậy chúng ta có số lượng là 800. Và các bạn lưu ý là gì ạ? Trong cùng cái thời điểm này, trong cùng cái thời điểm mà chúng ta xảy phát sinh ra cái hoạt động đó là xuất kho để biếu tặng này thì công ty cũng đang bán ra thị trường, bán bia ra thị trường với cái giá. Nhưng mà giá ở đây là gì ạ? Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng nha cả lớp, bữa trước cô lưu ý các bạn rồi. Là 176.000 đồng trên một thùng. Như vậy thì nó đã 176.000 này. Bây giờ hỏi một bạn đi ha.
À, 176.000 này. Các bạn phân tích cho tôi xem là trong 176.000 này thì chúng ta đã bao gồm những cái gì trong đó. Bạn Bùi Thị Bích Ngọc ạ. Con nên tính nó cô. Không đang thấy. Mình không hỏi, em thấy. Mà trong trường hợp này cái giá 176.000 đồng này thì nó đã bao gồm những cái gì trong đó ạ? Gồm có thuế giá trị gia tăng rồi và gì nữa các bạn? Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng là 176.000 đồng ạ. Rồi được rồi, Bích Ngọc tắt mic đi ha, bên Bích Ngọc mic có vẻ hơi bị ồn. Như vậy thì giá bán 176.000 đồng trên một thùng này là đã có 10% thuế giá trị gia tăng rồi. Và bữa trước cô đã nói với các bạn là gì ạ? Khi đối với thuế tiêu thụ đặc biệt mà khi mà tôi nói giá bán ra mà tôi không có thêm một thông tin gì nữa thì trong đó đã mặc định rằng là nó đã có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi ạ. Bởi vì thuế tiêu thụ đặc biệt cái bản chất của nó là nó cộng vào trong giá của sản phẩm. Như vậy trong 176.000 đồng trên một thùng này là các bạn đã có 10% thuế giá trị gia tăng rồi. Và đồng thời các bạn sẽ có gì nữa ạ? Các bạn có 55% thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Mà người ta lý thuyết thì người ta nói sao? Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá chưa có thuế giá trị gia tăng trừ đi thuế bảo vệ môi trường. Và các bạn sẽ chia cho gì ạ? Các bạn sẽ chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi các bạn sẽ tính cho cô giá tính thuế của 800 thùng bia này đi ạ. Các bạn tính nhanh ha. Cái lúc mà cô đang giảng bài á, đang giảng bài bằng slide á, thì các bạn phát biểu các bạn cứ nói lên nhé. Các bạn nói lên cũng được. Tại vì cái màn hình này chia sẻ nó không có thuận tiện như bên Zoom á. Cô quay lại thì nó lại bị mất cái màn hình của các bạn á. Nào bạn Ngân nào vừa có kết quả bạn Ngân tính sao bạn Ngân tính luôn cho cả lớp đi ạ. Khi mà trường dạy online như vậy thì cô nghĩ rằng là cái việc mà ra đáp án cụ thể là bằng bao nhiêu thì các bạn thì sinh viên sẽ phải chủ động tính mà toán bằng máy tính nhá. Còn cô và một số bạn thì sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà chúng ta tính như thế nào thôi. Còn để mà ra một cái kết quả chính xác thì các bạn có máy tính rồi các bạn sẽ tự bấm. Quan trọng là cái cách làm của các bạn như thế nào ạ. Rồi bạn Thu Ngân, cô vừa thì có đáp án Thu Ngân tính như thế nào ạ? Dạ thưa cô là em tính giá không có thuế giá trị gia tăng là 160. Rồi đầu tiên Thu Ngân tính như thế nào? Đừng có đọc đáp án mà các bạn phải tính cái kết quả lên ạ. Rồi, Thu Dạ Ngân sẽ lấy là 176 chia cho 1,1% là như vậy là ra 100 giá không thuế giá trị gia tăng. 176 này chia cho 1 cộng với gì ạ? Dạ không À, phải 10% thì đây sẽ là giá 160.000 đồng. 160.000 này Thu Ngân đang tính đó là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, như vậy là đã thỏa mãn để chúng ta đi tính thuế tiêu thụ đặc biệt chưa ạ? Thỏa mãn theo lý thuyết chưa các bạn? Dạ rồi. Rồi tiếp theo thì Thu Ngân sẽ tính trong trường hợp này sẽ tính thế nào ạ? Dạ là tính Em tính luôn giá tính thuế của 800 đi. dạ Bằng lấy gì? 800 nhân 160 rồi chia cho 1 cộng 0,55. À, rồi chia cho 1 cộng với 55%. Thu Ngân tính ra bao nhiêu ạ? Dạ là 82.580. 82.580 triệu à? Dạ.
Rồi. Cách tính của thu ngân thì là đúng rồi ha. Còn các bạn thì sẽ kiểm tra lại đáp án cho cô nha. Để cô kiểm tra lại coi. Rồi, như vậy sẽ ra là 82 triệu 580 82 triệu 580 ngàn 645 nữa các bạn ha. Tại vì bạn Thu Ngân là vừa bỏ đi một cái đơn vị hàng ngàn nữa rồi. Các bạn sẽ có ở đây là 82 triệu này. Cô viết lại ha. Các bạn sẽ có 82 triệu 580 ngàn 580 ngàn và có 645 ạ. Như vậy thì các bạn lưu ý trong trường hợp này ở đây ha. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 800 thùng bia biếu tặng này thì các bạn sẽ lấy số lượng là 800 và nhân với cái giá gì ạ? Giá 176 ngàn là cái giá bán ra tương đương của sản phẩm đó. Nhưng mà vì ở đây là gì ạ? Giá bán này đã có thuế giá trị gia tăng rồi mà luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì quy định sao ạ? Giá tính thuế vậy là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng cả lớp ha. Như vậy trong 176 ngàn này có thuế giá trị gia tăng rồi thì tôi sẽ chia cho 1 cộng với 10% thì tôi sẽ ra được cái giá chưa có thuế ạ. Và các bạn sẽ có thể làm nhanh như thế này ạ. Các bạn có thể làm nhanh như thế này các bạn ha. Các bạn sẽ lấy 800. Nếu như các bạn có thể làm tắt như thế này, các bạn sẽ nhân với 176 ngàn ạ. Rồi. Thứ nhất là tôi giá chưa có thuế giá trị gia tăng thì tôi chia cho 1,1 cộng với 10%. Rồi. Và lại chia cho tiếp theo thì là tôi nhân ở dưới mẫu lên, tôi lại có 1 cộng với 55% ạ. Thì các bạn cũng sẽ ra cùng một cái đáp án là 82 triệu 580 ngàn 645 các bạn ha. Thì đây là cái cách mà chúng ta đi tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 800 thùng bia biếu tặng. Như vậy thì các bạn phải nhớ được rằng là gì ạ? Trong trường hợp mà chúng ta dùng để trao đổi biếu tặng tiêu dùng nội bộ thì chúng ta vẫn hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt bình thường và với cái giá bán ra của cái sản phẩm cùng loại hoặc cái sản phẩm tương đương, nhưng phải sao ạ? Trong tại cùng một cái thời điểm đó các bạn ha. Như vậy là tại cái thời điểm mà tôi xuất 800 thùng bia này để biếu tặng cho khách hàng thì tôi đang bán ra trên thị trường với cái giá là 176.000 đồng đã có thuế giá trị gia tăng các bạn ha. Rồi, như vậy thì ví dụ này các bạn có thắc mắc gì không ạ? Các bạn không thắc mắc gì, cô sẽ đi qua slide tiếp theo ha. Bạn Ngân vừa phát biểu đó là Ngân của lớp nào đây? Dạ là Thu Ngân của quản trị K42. Phan Thị Thu Ngân, đúng không? Dạ. Ở Phan Thị Thu Ngân. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo ha. Nhưng cái ví dụ này của cô ở đây các bạn sẽ ghi lại ha. Bạn nào mà thấy cần thiết thì các bạn sẽ ghi lại những cái phần mà này. Còn bạn nào làm được rồi thì các bạn có thể không ghi thì tùy các bạn ha. Được. Tại vì mỗi lần cô qua slide thì nó sẽ mất ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến một trường hợp khác đó là gì ạ? Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu để mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán ra trong nước. Như vậy hôm bữa chúng ta đang có hai đối tượng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ nhất đó là cá nhân, tổ chức mà có kinh doanh sản xuất hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và trường hợp thứ hai đó là gì ạ? Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để mà xuất khẩu nhưng họ lại không xuất khẩu mà họ lại bán ra trong nước thì họ sẽ là cái đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và trong trường hợp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này thì cái giá nó được quy định như sau ạ? Là giá bán ra trong nước của cơ sở xuất khẩu chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng. Các bạn lưu ý ha, nó vẫn thỏa mãn một cái công thức thôi, đó là gì ạ? Cái giá đó phải chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì trong trường hợp này các bạn lưu ý cho tôi đó là gì ạ? Cái phần mà lấy ví dụ lại ha, tị nhắc lại cái phần này. Chúng ta có công ty xuất nhập khẩu ạ. Công ty này là công ty xuất khẩu tên là A đi ha. Công ty xuất khẩu A này. Bữa trước chúng ta học rồi, đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì có rất nhiều tức là đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì có rất là nhiều ha. Nhưng mà trong trường hợp các bạn nhớ cho cô đó là trường hợp mà xuất khẩu trực tiếp thì sẽ không chịu thuế ạ. Đây là nhà máy
Nhà máy bia đi ha, nhà máy bia. Như vậy thì trong trường hợp này, công ty xuất khẩu A của chúng ta mua 1.000 thùng, 1.000 chai bia đi ha, mua 1.000 chai bia. Với công ty của chúng ta mua 1.000 chai bia với giá là gì ạ? Và chưa có thuế giá trị gia tăng. Bạn nào mà đang tắt mic, đang xem linh tinh, các bạn tắt mic đi ạ. Nếu mà trong những trường hợp mà các bạn đang dạy mà các bạn xem linh tinh mà tôi thấy bạn nói chưa tắt mic thì tôi sẽ cho out ra khỏi lớp các bạn ha, để tránh trường hợp ảnh hưởng đến những người khác ạ. Ở trong trường hợp này ha, rồi tôi sẽ lấy ví dụ lại cho các bạn. Rồi, chúng ta vừa nói là chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta đang có nhà máy, chúng ta đang có công ty đi ha, công ty X này là về công ty xuất khẩu X này, chúng ta có công ty xuất khẩu X. Và đây là một nhà máy bia. Tôi đang giả sử là X là một công ty xuất khẩu bia ra thị trường nước ngoài. Như vậy tôi có nhà máy bia. Đây, công ty này sẽ xuất sang giả sử là Thái Lan đi ha. Chúng ta sẽ xuất sang Thái Lan. Và giả sử rằng là đây là tình hình trong tháng 2 năm 2020 thì tôi có công ty X này sẽ có một cái hợp đồng xuất khẩu sang Thái Lan, đó là một 10.000 chai. 10.000 chai bia sang Thái Lan. Và mới như vậy thì để thực hiện được cái hợp đồng này thì công ty này đã ký hợp đồng với nhà máy bia rằng là mua 10.000 chai bia để mà xuất sang Thái Lan. Như vậy thì 10.000 chai bia này mà được xuất hết sang Thái Lan thì nó sẽ là đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như chúng ta đã trao đổi ở buổi bữa trước. Và tôi đang giả sử là trong trường hợp này thì nhà máy bia đang bán ra với cái giá mà đã có giá chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Như vậy là giá 27.000 đồng đi, 27.000 đồng trên một chai. Giá này là giá chưa thuế giá trị gia tăng ạ. Lúc này thì công ty, nhưng mà đến lúc tháng 2 thì công ty này lại xuất khẩu bao nhiêu ạ? Công ty này lại chỉ xuất khẩu được 8.000 thôi. Chỉ xuất khẩu 8.000 chai sang Thái Lan thôi. Và vì một lý do gì đó thì công ty này nó lại bán cho một cái công ty B đi ha, công ty B trong nước. Công ty B trong nước ạ. Và lúc này thì lại bán bao nhiêu ạ? Như vậy thì sẽ còn 2.000 chai này. Tôi lại tiêu thụ trong nước và với cái giá mà công ty xuất khẩu này bán ra trong nước đó là giá 30.000 đồng, 30.000 đồng trên một chai ạ. Và tôi đang giả sử rằng là 27.000 đồng và 30.000 đồng này là đều giá chưa thuế cho các bạn nhé. Chưa thuế giá trị gia tăng ạ. Giá chưa thuế giá trị gia tăng. Rồi, như vậy các bạn nhìn lại lên đây trong trường hợp này tôi phân tích ạ. Nếu như mà nhà máy bia này, tôi đang giả sử đứng ở trên góc độ nhà máy bia này mà bán ra cho một công ty trong nước thì nhà máy bia này sẽ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số bia thực tế tiêu thụ. Và trong trường hợp mà nhà máy bia bán 10.000 cái chai bia này cho công ty X để mà xuất khẩu sang Thái Lan, giả sử rằng là 10.000 chai bia này được xuất khẩu hết sang Thái Lan thì lúc này 10.000 chai bia này nó trở thành đối tượng gì ạ? Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng công ty X ở trong trường hợp này lại chỉ xuất khẩu sang Thái Lan có 8.000 chai bia thôi và họ bán lại 2.000 chai bia này trong tiêu thụ trong nước, và cụ thể ở đây là tôi tiêu thụ cho công ty B ạ, và với giá là 30.000 đồng trên một chai, giá chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Ừ, trong trường hợp này bạn nào mà chưa cắt mắt lại cắt được. Lớp trưởng lưu ý giúp cô nhé, lớp trưởng tại vì trong lúc mà dạy thì cô sẽ không có để hiện cái màn hình của các bạn lên á, thì bạn nào mà chưa tắt mic thì em nói tên luôn đi rồi mình sẽ cho out ra luôn khỏi lớp, mình coi như vắng mặt bữa này.
trừ khi các bạn phát biểu với các bạn mở mic thôi ạ. Học online nên nó cũng sẽ có những cái phức tạp nên các bạn lưu ý ha, không có để ảnh hưởng đến giáo viên và cũng như là các bạn khác trong lớp ạ. Các bạn không học thì các bạn không cần tham gia lớp học này, mà đã tham gia lớp học thì các bạn sẽ nghiêm túc ạ. Rồi xin lỗi những bạn khác thôi, chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Rồi như vậy thì trong trường hợp này, tôi đang giả sử là giá 27.000 này và giá 30.000 đồng này là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Thì lúc này công ty X theo như luật thuế quy định là rằng là gì ạ? À nếu như mà công ty X mà không tiêu thụ ra nước, không xuất khẩu ra nước ngoài, mua để xuất khẩu mà không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, thì lúc này cái giá phải nộp thuế đối với cái số mà tiêu thụ trong nước, và cụ thể ở đây là bao nhiêu ạ? Cụ thể ở đây đó là 2.000 chai. Và giá tính thuế được xác định là gì các bạn? À giá tính thuế được xác định đó là giá bán ra của cơ sở nào ạ? Còn lý thuyết phía trước vừa nói là của cơ sở nào các bạn? Của cơ sở nào bạn Đỗ Quyền Anh? Bạn Đỗ Quyền Anh ạ. Rồi vắng ha. Dạ. Dạ cô. Alo ạ. Thấy trên màn hình không? Dạ. Trong trong trường hợp này ở công ty X bán, công ty X xuất khẩu 2.000 chai này, bán 2.000 chai cho công ty B trong nước, thì lúc này 2.000 chai này là đối tượng gì ạ? Dạ là Đối tượng gì ạ? Các bạn học mà các bạn không chú ý là sau này các bạn làm bài thi không có được là các bạn sẽ phải tự lãnh cái hậu quả đó ha. Rồi bạn Quyền Anh có biết không ạ? dạ không ạ Rồi tôi gọi bạn khác. Trần Thị Mỹ Duyên ạ. Trần Thị Mỹ Duyên quản trị đối với 2.000 chai. Và luật thuế vừa xác vừa cho phần lý thuyết trước vừa nói với các bạn rồi ạ, thì 2.000 chai này tiêu thụ thì chúng ta sẽ lấy cái giá nào để tính thuế tiêu thụ đặc biệt ạ? Là giá chưa có thuế là gia tăng là giá. Cụ thể trong ví dụ này là giá nào ạ? Là giá bán ra của ai ạ? Của nhà máy bia hay là của công ty X ạ? Của công ty ất ạ. Rồi, của công ty X. Như vậy thì trong trường hợp này em sẽ lấy giá bao nhiêu ha? Dạ 30.000. Rồi trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có giá tính thuế. Mỹ Duyên đặt luôn ha. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 2.000 chai ạ. Của 2.000 chai bia ha. Sẽ bằng gì Duyên? Số lượng nhân đơn giá. Dạ 2.000 chai bia nhân với 30.000. Rồi, và cô đang giả sử đó, giả sử thuế suất trong trường hợp này là 55%. Cô đang giả sử đây. Rồi, nhân với 30.000. Rồi chia cho bao nhiêu ạ? Chia cho 1 cộng 55%. Rồi, 1 cộng 55%. Đúng rồi ha. Cảm ơn Mỹ Duyên rất là nhiều. Rồi, như vậy các bạn nhìn lại lên cái ví dụ này ạ. Rồi, như vậy thì trong cái ví dụ này, tôi nói lại cho các bạn ha. Giả sử như rằng công ty xuất khẩu X của tôi là chuyên thực hiện những cái hợp đồng là sẽ xuất khẩu bia sang Thái Lan. Và trong tháng 2 năm 2020 thì tôi có một cái hợp đồng rằng là sẽ xuất khẩu 10.000 chai bia sang Thái Lan. Và để thực hiện được cái hợp đồng này thì tôi đã mua trực tiếp từ nhà máy bia 10.000 chai bia với cái giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 27.000 đồng trên một chai ạ. Tuy nhiên thì đến cuối tháng 2 thì tình hình thực tế của công ty xuất khẩu X này, tôi chỉ xuất khẩu được 8.000 chai qua thị trường Thái Lan thôi. Còn lại 2.000 chai thì tôi lại tiêu thụ trong nước cho công ty B và với mức giá là 30.000 đồng trên một chai ạ. Như vậy thì lúc này trong trường hợp này công ty xuất khẩu X sẽ là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho 2.000 chai tiêu thụ và giá tính thuế của nó sẽ bằng gì ạ? Sẽ là giá bán ra của cái công ty xuất khẩu X ha. Sẽ bằng 2.000 nhân với 30.000 và chia cho 1 cộng với 55% ạ. Rồi, như vậy thì các bạn cái ví dụ đó nó cũng đã giải thích rất là rõ cho cái phần lý thuyết phía trước rồi ha. Các bạn đã ghi xong chưa ạ?
Rồi mình qua slide tiếp theo được chưa các bạn? Giờ chúng ta trong trường hợp này thì tương tự như cái ví dụ cô đưa ra thôi ạ. Rồi bạn các bạn đọc rồi các bạn làm nhanh ví dụ này ha. Bạn nào làm xong thì các bạn phát biểu rồi cô sẽ ghi cái đáp án của các bạn lên đây. Ví dụ này tương tự như phần cô vừa đưa ra. Cũng là gì ạ? Công ty xuất nhập khẩu quận 7 mua hàng của công ty rượu Bình Tây với giá là 25.000 đồng trên một chai để mà xuất khẩu theo cái hợp đồng xuất khẩu đã ký kết với nước ngoài và với giá mua chưa thuế là 35.000 đồng trên một chai. Đến hạn xuất khẩu thì công ty này lại chỉ xuất khẩu được 20.000 chai thôi, còn lại 5.000 chai thì không xuất khẩu được. Và công ty này thì bán trong nước với giá bán chưa thuế là 45.000 đồng trên một chai và thuế suất trong trường hợp này là 60% ạ. Thì các bạn sẽ tính cho cô cái giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 5.000 chai không xuất khẩu ha mà lại bán trong nước ạ. Dạ thưa cô là đợi Nhật Nhật Khanh, Nhật Khanh. Nhật Khanh đợi cô xíu ha, để cô viết luôn. Nhật Khanh. Rồi trong trường hợp này Nhật Khanh làm sao ạ? Dạ con lấy 5.000 nhân với 45.000 xong chia với. Tức là trong trường hợp này thì 5.000 tiêu thụ 5.000 chai mà tiêu thụ trong nước này thì ai sẽ là người nộp thuế cho 5.000 chai này ạ? Dạ công ty xuất nhập khẩu quận 7. Đúng rồi, công ty xuất nhập khẩu quận 7 rồi và nộp thuế đối với 5.000 chai không tiêu thụ. Thì lúc này Nhật Khanh sẽ tính bằng gì ạ? Dạ, 5.000 nhân với 45.000. 5.000 nhân thuế. Rồi chia cho 1 cộng với 60%. Mình sẽ viết lên đây ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có 5.000 và nhân về bao nhiêu ạ? Dạ, 45.000. Nhân về 45.000. Chia cho bao nhiêu? Dạ, 1 cộng 60%. 1 cộng với 60%, Nhật Khanh ra bao nhiêu? Dạ, 375 triệu. Rồi, 375 triệu các bạn, Nhật Khanh tính đúng rồi ha. Các bạn sẽ kiểm tra lại cái đáp án của Nhật Khanh. Rồi, rồi câu hỏi Nhật Khanh tiếp theo ạ. Giả sử đi, nếu mà cô hỏi là như vậy thì công ty xuất nhập khẩu quận 7 này phải nộp cái số tiền thuế họ phải nộp là bao nhiêu ạ? Thì em sẽ lấy cái gì nhân cái gì ạ? Dạ, lấy 25.000 nhân với không. Sao lại 25.000? Bởi vì nếu 20. Dạ 20.000 chai nhân với 35.000 xong chia cho 1 cộng 60% rồi cộng lại với 375 triệu. Sao lại tính như vậy ạ? Nếu như vậy thì Nhật Khanh đã hiểu sai rồi ạ. Trường hợp là gì ạ? Nếu như mà công ty cái sản phẩm mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài hoặc là chỉ còn với một hình thức nào đó như xuất khẩu thì nó sẽ trở thành đối tượng gì ạ? Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà. Như vậy thì 20.000 chai đó nó được xuất ra nước ngoài rồi nó có chịu thuế không ạ? Dạ không ạ. Không chịu thuế. Đây cô đang hỏi là thuế giá tính thuế. Đây là các bạn có gì ạ? Các bạn sẽ có là giá tính thuế các bạn ha. Đây là các bạn sẽ có là giá tính thuế. Đây là giá tính thuế của gì ạ? Tính thuế tiêu thụ đặc biệt của 5.000 chai. Thì các bạn sẽ lấy là 5.000 các bạn nhân với 45 chia cho 1 cộng 60 là bằng 375.000 giá tính thuế thôi. Còn thuế phải nộp thì bằng gì Nhật Khanh? Dạ 375 triệu nhân với 60%. Đúng rồi, nếu mà thuế thì các bạn sẽ thuế phải nộp sẽ bằng là giá tính thuế nhân với thuế suất các bạn ha. Nhưng mà cô nói lại một lần nữa là gì ạ? Bởi vì chúng ta đang dừng lại ở phần giá tính thuế nên cô chỉ yêu cầu các bạn tính giá tính thuế thôi. Còn sau này khi mà đi làm bài tập, khi mà đi làm bài thi thì đương nhiên sẽ không ai hỏi các bạn đi tính giá tính thuế đâu, mà người ta chỉ hỏi là trong năm đó công ty phải nộp những cái thuế nào và với cái mức thuế suất phải nộp là với cái tiền thuế phải nộp là bao nhiêu, thì lúc đó các em sẽ phải tính ra cái tiền thuế các nha, là bằng 375 nhân với thuế suất ạ. Rồi cô cảm ơn Nhật Khanh rất là nhiều ha. Rồi các bạn sẽ ghi lại cái đáp án mà Nhật Khanh vừa đọc lên á. Giá tính thuế bị sai rồi cô. Dạ. Giá tính thuế. Giá bao nhiêu? Dạ 140 triệu 625 ngàn.
Vậy sao anh lại tính ra 375? Nhật Khanh tính Nhật lại Khanh coi. đọc sai, Nhật Khanh tính sai á cô. Các bạn đợi cô chút ha. Giá trị gia tăng là 45.000. Vậy Nhật Khanh tính lại xem ra bao nhiêu. Có tính cái phép tính đơn giản này thôi mà tính sai rồi. Quỳnh Như đọc lên đi ạ. À, dạ 140.625.000 ạ. Rồi các bạn rồi, như vậy thì các bạn vẫn chú ý là các bạn sẽ cái các bạn phải kiểm tra lại cái phần tính toán này của các bạn ha. Như vậy chúng ta sẽ ra là 140.625.000. Nhật Khanh lưu ý tính toán cho nó cẩn thận nha. Chứ đi thi như vậy là các bạn tính cách tính thì đúng nhưng mà cái kết quả các bạn bấm máy lại sai. Rồi, như vậy thì phần ví dụ này chúng ta thấy nhắc lại ha. 25 ngàn chai này nếu như giả sử mà tôi xuất khẩu hết thì lúc này trong trường hợp này 25 ngàn chai nó sẽ là đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Nhưng mà bởi vì công ty này lại chỉ xuất khẩu có 20 ngàn chai thôi. Còn 5.000 chai này thì họ lại tiêu thụ trong nước. Như vậy thì công ty xuất khẩu quận 7 sẽ là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho 5.000 chai mà tiêu thụ trong nước và với cái giá tính thuế đó là 45.000 đồng các bạn ha. Và đây là giá tôi cho là giá chưa có thuế giá trị gia tăng thôi. Còn giả sử trong trường hợp này tôi ghi là công ty quận 7 bán trong nước với giá đã có thuế giá trị gia tăng là 45.000 thì lúc này các bạn phải tính ra cái giá chưa có thuế giá trị gia tăng nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi qua ví dụ tiếp theo ạ. Như vậy là tóm lại đối với trường hợp về hàng hóa sản xuất bán ra trong nước thì chúng ta đã đang đi tìm hiểu về giá tính thuế của hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm rồi dùng để trao đổi biếu tặng. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp xuất khẩu mua về để xuất khẩu nhưng mà lại không xuất khẩu mà lại bán ra trong nước. Và như vậy thì chúng ta lưu ý cho cô là gì ạ? Cái giá tính thuế của nó sẽ là cái giá bán mà chưa có thuế giá trị gia tăng trừ đi thuế bảo vệ môi trường nếu có và các bạn sẽ chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi, chúng ta sẽ qua phần dịch vụ. Thì kinh doanh về dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cái phần giá tính thuế nó cũng tương tự như phần hàng hóa thôi. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý cho cô đó là gì ạ? Đối với dịch vụ thì thường người ta cũng sẽ không gọi là giá đâu. Người ta sẽ gọi là cái doanh thu các bạn ha. Một số trường hợp người ta sẽ gọi là doanh thu. Như vậy phần này thì các bạn sẽ đọc tài liệu và chúng ta sẽ cô sẽ đi nhanh được ở cái phần này ha. Rồi, thứ nhất là đối với dịch vụ ạ. Giá tính thuế đối với dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định như sau. Như vậy thì vẫn là cái giá mà chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Lúc này các bạn sẽ tính là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng giá dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng người ta sẽ xác định gì ạ? Giá dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng làm căn cứ xác định thuế sẽ được quy định như sau. Tức là chúng ta đang đi tìm cái thằng này này, đang cần đi tìm giá dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với dịch vụ thì như thế nào? Thì các bạn sẽ đi xem trong từng trường hợp ha. Rồi, thứ nhất đó là gì ạ? Đối với hoạt động vũ trường, massage, karaoke thì nó sẽ là cái doanh thu, cái giá mà chưa có thuế giá trị gia tăng á, nó sẽ là cái doanh thu chưa có thuế của hoạt động vũ trường, cơ sở massage và karaoke. Và tuy nhiên là gì ạ? Trong trường hợp này thì các bạn lưu ý cho cô, nó sẽ bao gồm, các bạn ha, nó sẽ bao gồm luôn, nó sẽ bao gồm cả gì ạ? Nó sẽ bao gồm cả các cái dịch vụ ăn uống và các cái dịch vụ khác kèm theo. Như vậy thì các cái dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác kèm theo trong cái hoạt động kinh doanh vũ trường hay là massage, karaoke này nó cũng sẽ phải tính cả thuế tiêu thụ đặc biệt luôn các bạn ha. Rồi, như vậy thì các bạn làm thử cho cô cái ví dụ này ạ. Như vậy trong trường hợp này thì các bạn sẽ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào ạ? Vũ trường Queen Bee trong tháng 6 năm 2017, tôi có phát sinh doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Doanh thu này của tôi là tôi đã ghi cụ thể rồi là chưa có thuế giá trị gia tăng. Bao gồm gì ạ? Thứ nhất là đối với doanh thu từ cái hoạt động khiêu vũ là 10 triệu, doanh thu từ hoạt động ăn uống là 700 triệu và doanh thu từ hoạt động phục vụ là 350 triệu ạ.
doanh thu từ hoạt động khác là 100 triệu. Và giả sử là thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của cái hoạt động vũ trường này là 40%. Cả lớp lưu ý cho cô A, khi mà kinh doanh vũ trường thì cái mức thuế suất là 40% của cái hoạt động vũ trường này thì nó được áp dụng cho tất cả những cái hoạt động bên trong, nào là khiêu vũ, nào là ăn uống, nào là phục vụ hay là hoạt động khác thì đều là 40% ha. Như vậy các bạn xác định cho cô giá tính thuế trong trường hợp này ạ. Các bạn nào tính nghe các bạn phát biểu lên ha. À, dạ bằng 828.571.428 đồng ạ. Ừ, là bao nhiêu ạ? Đợi Dạ. cô chút ha để cô viết ạ. Đợi cô một chút ha. Rồi bây giờ em đọc trước đi để cô coi cách cách khi mà các bạn phát biểu ở đây ha, bởi vì chúng ta đang họ đọc online nên các bạn đừng đọc cho cô cái kết quả mà cô cần cái cách mà các bạn đang tính ạ. Mời bạn Nam đọc đi ạ. Dạ giá tính thuế là bằng mở ngoặc 10 cộng 700 cộng 350 cộng 100 Rồi. đóng ngoặc. Dạ tất cả chia cho 1 cộng 0,4 ạ. À, đúng rồi, như vậy thì bạn xác định được là cái giá, thứ nhất là cái doanh thu mà chưa có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này thì nó sẽ bằng tổng doanh thu của tất cả những hoạt động này đúng không? Dạ. Rồi, em sẽ tính là bằng gì? Để cô chút ha. Rồi. À, bằng 10 này cộng với 100. 700. À, các bạn Dạ. lưu ý cho cô là cộng với 350 đúng không? Dạ, cộng 100. Rồi, cộng với 100. Rồi chia cho bao nhiêu ạ? Dạ, chia cho 1 cộng 0,4 ạ. Rồi, 1 cộng với 40% rồi. Như vậy các bạn sẽ tính ra bằng bao nhiêu ạ? Dạ bằng 828 triệu. 828 triệu. À 571.000 571.000. 429 ạ. 429 có chắc không? Bấm lại coi. Dạ 4286 ạ. Không, 4286 đi không sao, nhưng ý là các bạn kiểm tra lại tính toán đi ạ. Rồi bạn Nam tên gì hả? Dạ Tuấn Anh. Đợi cô chút xem kiểm tra lại của các bạn coi. 100 đúng chia cho rồi 1,4 ha. Đúng chưa? Rồi 828 triệu. Nhật Anh sai nên bắt đầu là những bạn sau là cô thấy phải kiểm tra lại của các bạn. Rồi 828 triệu 571 571 429. Rồi như vậy các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? À, trong trường hợp này là bởi vì doanh thu này của tôi là tôi ghi là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng. Và giả sử nếu như doanh thu này của tôi đã có thuế giá trị gia tăng rồi thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta có được lấy cái này chia cho 1,4 luôn không ạ? Mà chúng ta phải gì ạ? Chia cho 1,10% trước các bạn ha. Rồi như vậy cô cảm ơn bạn Nam. Bạn Nam của nó là tên là Tuấn Anh hay là tên là gì ta? Dạ Tuấn Anh. À, Phong Quang Tuấn Anh đó hả? Dạ. Rồi cảm ơn bạn Tuấn Anh ha. Để cô ghi vào danh sách này. Rồi các bạn sẽ ghi cái phần tính toán này vào ha. Rồi, dịch vụ thì rất là đơn giản, đó là đối với hoạt động giá tính thuế đối với hoạt động vũ trường. Và giả sử thì như vậy đây là tình hình trong vòng tháng 6 thì tháng 6 doanh nghiệp này tháng 6 thì sẽ phải nộp thuế là bằng 828 triệu 571.429. Các bạn sẽ nhân với 40% thì sẽ ra tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh vũ trường Quindy này phải nộp trong vòng tháng 6 năm 2017 nha các bạn. Tuy nhiên ở đây thì cái phần này chỉ là phần giá tính thuế thôi ạ. Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo.
À, đối với kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng thì các em lưu ý cho cô là gì ạ? À, doanh thu của những cái hoạt động mà hoặc trò chơi có thưởng này chúng ta sẽ được tính bằng gì ạ? Bằng sẽ được lấy cái doanh thu mà sau khi mà chúng ta trừ đi cái tiền trả thưởng cho khách và cái doanh thu còn lại thì phải chưa có thuế giá trị gia tăng. Tức là khi mà đối với những cái hoạt động mà kinh doanh trò chơi có thưởng thì chúng ta sẽ là nếu như khách hàng trúng thưởng thì chúng ta sẽ phải trả tiền thưởng cho khách, thì cái doanh thu mà để chúng ta xác định ấy phải là cái doanh thu mà chúng ta trừ đi tiền thưởng cho khách rồi ha. Và đương nhiên là cái doanh thu đó chưa có thuế giá trị gia tăng. Và tiếp theo đó là đối với hoạt động mà kinh doanh giải trí có đặt cược thì cái việc mà doanh thu từ bán vé đã trừ và các bạn cũng sẽ trừ đi tiền thưởng cho khách các bạn ha. Như vậy các bạn sẽ trừ đi cái tiền thưởng cho khách và doanh thu còn lại thì chưa có thuế giá trị gia tăng. Hoặc đối với hoạt động kinh doanh xổ số cũng vậy, thì xổ số là được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, thì cái doanh thu đó là doanh thu mà để các bạn đi tính thuế tiêu thụ đặc biệt ấy, là doanh thu bán vé và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tóm lại chung của tất cả những thằng này là gì ạ? À, doanh thu mà để các em xác định làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt nó phải là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng nha. Như vậy khi đi làm bài, khi đi thi các em sẽ lưu ý đọc thật kỹ xem à cái doanh thu người ta cho như vậy hoặc là cái giá người ta cho như vậy là đã có thuế hay chưa. Nếu như có thuế giá trị gia tăng thì chúng ta phải tính cái giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Còn đối với hoạt động gì ạ? Ở kinh doanh sân golf thì nó bao gồm cả kinh doanh sân tập golf các bạn ha. Tuy nhiên thì thằng kinh doanh sân golf này nó sẽ khác với vũ trường. À, vũ trường là một hoạt động dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó bao gồm tất cả các hoạt động bên trong đó, à, ăn uống, vui chơi, hát hò, trong cái vũ trường thì đều chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng đối với sân golf thì tôi chỉ có kinh doanh sân golf là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thôi. Nó bao gồm từ cái việc là bán thẻ hội viên này, bán vé chơi này, bao gồm cả những cái tiền vé tập. Nhưng mà giả sử như trong sân golf mà tôi có một cái nhà hàng tôi mở ra là bán về nước hoặc là ăn uống thì tôi lại không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nha các bạn. Đó là cái sự khác nhau giữa sân golf và kinh doanh vũ trường. Như vậy thì đối với kinh doanh sân golf thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng. Và cụ thể là doanh thu này bao gồm cái gì ạ? À, cụ thể là doanh thu này bao gồm từ cái việc là bao gồm cả tiền bán vé tập golf, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe và thuê người giúp việc trong khi chơi golf, tiền ký quỹ và các khoản thu khác do người chơi hoặc là hội viên trả cho cơ sở kinh doanh. Thì các em lưu ý cho cô trong trường hợp đó ha. À, đối với dịch vụ này thì cái việc mà xác định giá thì nó sẽ dễ dàng hơn các bạn đối với hàng hóa ha. Và trong khi đi thuê thì từ trước đến nay thì các bạn cũng sẽ gặp nhiều về trường hợp là về hàng hóa thôi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải nắm vào để biết, biết đâu đó sau này một số bạn ra trường các bạn lại làm việc trong lĩnh vực về dịch vụ thì các bạn cũng nắm được những cái liên quan đến thuế, thì tôi nghĩ nó cũng sẽ không thừa để các bạn theo dõi những cái đó. Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo ạ. Rồi đây là một phần mà cực kỳ rất quan trọng các bạn phải nắm được cho cô để mà các bạn đi được tiếp những cái chương sau và thậm chí là nó xuyên suốt đến chương số 5 của các bạn luôn. Đó là gì ha? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với gì ạ? Hàng hóa nhập khẩu. Như vậy đối với hàng hóa nhập khẩu thì các bạn lưu ý cho cô cái kỳ tính thuế của nó lại khác. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì kỳ tính thuế của nó thì có thể là theo quý hoặc là theo theo tháng, theo quý hoặc là theo năm. Nhưng mà đối với hàng hóa nhập khẩu thì nó khác ạ. Khi nào mà tôi phát sinh ra cái hoạt động nhập khẩu thì tại cái thời điểm đó tôi sẽ phải thực hiện là cái việc nộp tờ khai và nộp các cái thuế liên quan. Và hạn của nó là trong vòng 10 ngày kể từ khi mà nhận cái tờ khai của hải quan thì anh phải có nghĩa vụ là gì ạ? À, anh nộp tất cả những cái thuế liên quan đối với cái lô hàng nhập khẩu này. Như vậy thì doanh nghiệp của tôi mà nhập khẩu tại cái thời điểm nào thì tôi sẽ có nghĩa vụ là nộp thuế tại cái thời điểm đó. Thì các bạn lưu ý cho cô ha. Như vậy thì gì ạ? Kỳ tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo từng lần nhập khẩu. Các bạn lưu ý ha, từng lần nhập khẩu. Và thời điểm xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Như vậy phần này rất là quan trọng, các bạn sẽ lưu ý cho cô. Rồi bắt đầu chúng ta xem. À, giá tính thuế gì ạ?
giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng giá tính thuế nhập khẩu và cộng với thuế nhập khẩu nếu có các bạn ha. Sẽ cộng với thuế nhập khẩu nếu có. Nếu có tức là sao ạ? Bởi vì trong một số trường hợp mà hàng hóa của tôi nó nằm trong cái ưu đãi về thuế nhập khẩu chẳng hạn, mà tôi không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc là thuế nhập khẩu của tôi phải nộp bằng không thôi, thì tôi sẽ chỉ lấy cái giá tính thuế nhập khẩu tôi nhân luôn thôi các bạn ha. Rồi các bạn chú ý cái công thức này cho cô ạ. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Nhưng mà trường hợp này là chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thôi nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ trước khi đi vào cái phần nhập khẩu thì cô có một cái lưu ý này, các bạn sẽ ghi vô ạ. Một số lưu ý về thuế xuất nhập khẩu ạ. Lớp trưởng ơi, lớp mình đã học môn nghiệp vụ ngoại thương chưa ạ? Dạ, lớp chưa. Trưởng đâu ạ? Chưa học nghiệp vụ ngoại thương. Các bạn học thanh toán quốc tế chưa? Dạ chưa luôn. Chưa. Rồi, cảm ơn lớp trưởng. Hỏi Nhật Khanh đi. Hôm bữa Nhật Khanh có học môn gì của thầy Nam ha? Dạ, thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế là có học môn thầy Nam. Trong đó các bạn có học về Incoterm không ạ? Dạ có. Là các bạn đã học về các cái giao dịch, các cái điều khoản về liên quan đến cái việc mà giao dịch những cái hàng hóa mà chúng ta liên quan đến cái xuất nhập khẩu rồi các bạn ha. Rồi như vậy thì có rất nhiều bạn sẽ không học cái môn đó. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn đã đọc về Incoterm là một cái điều khoản về giao dịch quốc tế là liên quan đến cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điều khoản, những cái quy ước về giá. Tuy nhiên đây là một cái lưu ý là đối với môn thuế của cô thôi. Để cô hạn chế lại cho, tức là cô sẽ giới hạn lại cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên quản trị. Thì như thế này, thuế nhập khẩu tức là gì ạ? Thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu, nó sẽ thu vào hàng hóa, dịch vụ được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Tức là cô biết là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu luôn, cô đang gọi chung. Thì nó sẽ đặc điểm của nó là thuế gián thu và nó sẽ thu vào hàng hóa được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Ví dụ như thế này ha. Này, cô sẽ lấy ví dụ ạ. Thì các bạn chỉ hình dung đơn giản như thế này thôi. Tôi đang giả sử là tôi là một công ty X tại Việt Nam đi ha. Tôi là một công ty X tại Việt Nam. Tôi là một công ty X tại Việt Nam. Thì khi mà tôi là một công ty sản xuất đi ha. Tại Việt Nam, khi mà tôi sản xuất, tôi bán hàng ra Hàn Quốc, sang Hàn Quốc ạ. Tôi xuất hàng sang Hàn Quốc. Thì khi mà hàng của tôi đã đi ra khỏi biên giới của Việt Nam mà sang Hàn Quốc thì tôi được gọi đây là hoạt động gì ạ? Tôi được gọi đây là hoạt động xuất khẩu. Và ngược lại, để có nguyên vật liệu, để mà sản xuất, thì tôi phải nhập từ Thái Lan chẳng hạn. Tại vì lấy ví dụ thôi ha, đại khái thôi. Tôi phải nhập nguyên vật liệu từ xin lỗi các bạn ha. Đây ha, chúng ta sẽ phải đây, mũi tên này. Tôi sẽ phải nhập. Như vậy thì ở trong cái mũi tên này chúng ta sẽ có đây là hoạt động nhập khẩu. Và tại đây thì chúng ta sẽ phải tính thuế nhập khẩu. Và ở đây chúng ta sẽ phải tính thuế xuất khẩu. Thuế xuất khẩu ạ. Và cụ thể trong trường hợp này nữa, nếu như mà hàng hóa mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu này. Hàng hóa mà chịu thuế giá trị gia tăng thì tôi phải tính thuế giá trị gia tăng các bạn ha. Và thậm chí là hàng hóa mà chịu thuế bảo vệ môi trường thì tôi còn phải tính thuế bảo vệ môi trường. Như vậy thì đây, các bạn nhìn lại ha, như vậy thì đi mua hàng từ nước ngoài về chúng ta gọi là nhập khẩu, còn chúng ta bán hàng sang khỏi cái biên giới của Việt Nam thì nó sẽ là hoạt động xuất khẩu. Và tại đây thì chúng ta sẽ có thuế nhập khẩu và tại đây chúng ta sẽ có thuế nhập xuất khẩu các bạn ha. Còn đây là thuế nhập khẩu. Tuy nhiên thì cái xu hướng của Việt Nam của chúng ta, chính phủ của chúng ta đó là đang khuyến khích xuất khẩu, nên thuế xuất khẩu của chúng ta đang có cái ưu đãi và thuế xuất khẩu cũng khá là thấp. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh thuế nhập khẩu cao vào những cái hàng hóa mà trong nội địa chúng ta đã có, và đánh thuế nhập khẩu thấp vào những cái hàng hóa mà Việt Nam của chúng ta chưa sản xuất được. Như vậy nhằm bảo hộ cái nền sản xuất trong nước và cũng bảo vệ cái người tiêu dùng các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Như vậy thì đối với cái phương tiện vận tải là đường thủy ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái giá để chúng ta giao dịch.
với các cái đối tác nước ngoài. Nhưng mà đối với môn thuế thì cô sẽ giới hạn cho các bạn đó là hai cái giá này thôi nha. Như vậy thì từ nay về sau các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? À, chúng ta sẽ dùng giá FOB này. Giá FOB này là Freight on Board, là tức là cái giá giao hàng trên tàu. Đây là giá không bao gồm cước vận tải quốc tế và bảo hiểm quốc tế. Các bạn lưu ý cho cô ha. Đây là cái giá mà không bao gồm cước vận tải và bảo hiểm quốc tế. Thì thường thì chúng ta sẽ xuất khẩu theo giá FOB. Các bạn ha, chúng ta sẽ xuất khẩu theo cái giá này. Nhưng chúng ta lại nhập khẩu theo giá ship. Nhập khẩu theo giá ship ha. Các bạn thôi, các bạn đọc là giá FOB hay là giá ship cũng được ha. Nhưng mà thực ra thì đọc nó không chính xác lắm. À, giá ship này thì trong nó lại gồm gì ạ? Nó gồm có cost là cái chi phí, tức là cái giá tại cảng. Rồi insurance là bảo hiểm và freight là cái cước vận tải quốc tế. Như vậy thì đây là giá của bên bán hàng, đã bao gồm giá của sản phẩm, gồm cước vận chuyển và phí bảo hiểm. Như vậy thì thường chúng ta lại nhập khẩu theo giá ship, nhưng chúng ta lại xuất khẩu theo giá FOB ạ. À, như vậy thì cái giá này là giá tại cửa khẩu của bên xuất hàng này. Tức là khi mà tôi xuất hàng ấy là tôi hết trách nhiệm rồi. À, tôi xuất hàng, tôi chỉ đưa giao hàng lên tàu là tôi hết trách nhiệm rồi. Những cái rủi ro trên tàu thì là bên mua lại chịu. Còn giá ship này là giá nhập khẩu là gì ạ? À, tôi mua hàng khi nào phải hàng về đến tận cảng của người mua. Trong đó nó sẽ gồm có giá của hàng hóa này, bảo hiểm này. Và những cái cước vận chuyển này là bên bán sẽ phải chịu hết. Như vậy thì hiện nay thì thường các doanh nghiệp của Việt Nam của chúng ta đang xuất khẩu theo giá FOB và chúng ta đang nhập khẩu theo giá ship ạ. Như vậy thì các bạn phải nhớ cho cô ha. Cô sẽ giới hạn cho các bạn là chúng ta sẽ gì ạ? Cô sẽ giới hạn cho các bạn là chúng ta sẽ xuất khẩu theo giá này và chúng ta sẽ nhập khẩu theo giá này ạ. Và đây là có một cái mối quan hệ giữa cái giá FOB này và giá ship như sao ạ? Nó chỉ là một cái mối quan hệ và cô được minh họa của nó bằng cái phép tính này thôi nha. Chứ nó không có bản chất của nó, không có phải là như là kiểu là công thức toán học là 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Tức là đây là một cái mối quan hệ thôi giữa hai cái giá. Thì chúng ta sẽ có là giá ship của chúng ta sẽ bằng, giá ship này của chúng ta sẽ bằng là giá FOB cộng với Y ở đây là bảo hiểm này và cộng với F của chúng ta là pay ha. Như vậy thì các bạn sẽ nhớ như vậy, sau này chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ này để chúng ta đi làm bài. Như vậy nếu như mà tôi cho thông tin là tôi nhập khẩu theo giá này và biết Y và F ạ. Biết Y và F thì các bạn có tính được cái giá nhập khẩu chúng ta phải tính là chúng ta phải tính giá gì ạ? Các bạn, cô quy ước rồi là chúng ta nhập khẩu sẽ theo giá ship và chúng ta sẽ xuất khẩu theo giá FOB. Nhưng giả sử làm bài có một thông tin là nhập khẩu lô hàng này biết giá FOB bằng 100 đô chẳng hạn và Y và F bằng 10%, thì lúc này các bạn cần phải tính giá gì ạ? Các bạn phải cần tính giá gì ạ? Giá gì hả Quỳnh Như? Dạ cô ơi, cô hỏi là em vừa đi ra ngoài. Dạ, vừa đi ra ngoài thì hỏi lại thì có mà phải giảng lại từ đầu. Dạ không, họ hỏi lại cái câu hỏi thôi. Cô đang giả sử là cô đang quy ước với các bạn là chúng ta sẽ xuất khẩu, chúng ta sẽ dùng là giá FOB này và nhập khẩu dùng giá ship. Như vậy thì giả sử như mà một thông tin các em đang đọc ở trên một cái bài tập là chúng ta có thông tin là gì ạ? Nhập khẩu lô hàng theo giá, biết giá FOB bằng 100 đô chẳng hạn mà cho thông tin Y và F bằng 10%, thì lúc này các em muốn tính thuế nhập khẩu các em phải tính giá gì ạ? Dạ, giá ship cộng thêm tính giá Y và F. Dạ, tính theo giá ship. Như vậy chúng ta sẽ có Y, còn tính giá ship bằng cái giá này, chúng ta cộng với hai thằng này lại ha. Thì đó là cái quy ước. Lớp phải nhớ cái phần này cho cô ha. Đây chỉ, còn nếu như các bạn học môn thanh toán quốc tế rồi, hoặc sau này các bạn học nghiệp vụ ngoại thương, thì các bạn sẽ thấy đối với những cái giao dịch quốc tế về hàng hóa rồi qua các đường như đường thủy, thì các bạn thấy có rất nhiều những cái điều, những cái giá được quy định. Nhưng mà chúng ta đang đối với môn thế này thì cô để cho các bạn đỡ bị phức tạp hơn, nó không bị rối, thì cô sẽ quy định hai cái giá này thôi ha. Như vậy để xuất khẩu là theo giá FOB và nhập khẩu theo giá ship, và đây chúng ta có một cái mối quan hệ như thế này. Giá ship sẽ bằng giá FOB cộng với Y và cộng với F ha. Y thì là đây, Y là bảo hiểm, còn F sẽ là cước vận chuyển, cước vận tải quốc tế.
Tiếp theo nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có rồi, chúng ta sẽ có như vậy nữa ha. Cô vừa giới thiệu với các bạn là thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ có gì ạ? Thuế nhập khẩu này, thuế nhập khẩu hoặc là thuế xuất khẩu phải nộp. Thì chúng ta cũng có tương tự thôi. Chúng ta sẽ bằng là số lượng này, số lượng nhập khẩu xuất khẩu này nhân với đơn giá, nhân với đơn giá tính thuế, đơn giá tính thuế và nhân với thuế suất ạ. Nếu như mà tôi nhập khẩu thì tôi sẽ là đơn giá tính thuế nhập khẩu, và cụ thể nó là đơn giá gì đây cả lớp? Mình vừa nói thì đơn giá gì ạ? Tức là giá ship hoặc là cái giá FOB mà mình vừa tính. Nếu mà nhập khẩu thì tôi sẽ tính giá FOB và tôi nhân với thuế suất mà người ta cho. Như vậy thì phần này đáng nghĩa ra là chúng ta học thì chúng ta sẽ phải có khoảng độ 15 tiết để chúng ta tìm hiểu về thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên thì phần này cô sẽ lồng ghép vào trong những cái nội dung của các bạn ha. Như vậy thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu phải nộp sẽ bằng là số lượng. Số lượng thực tế nha. Số lượng thực tế các bạn ha. Nhân với đơn giá tính thuế và nhân với thuế suất. Thì đơn giá này nếu như là nhập khẩu thì các bạn phải tính cho cô được là giá ship ạ. Còn nếu mà xuất khẩu thì các bạn sẽ tính cho cô được là giá FOB. Rồi, như vậy chúng ta sẽ làm một ví dụ này đi ạ. Cho các bạn 5 phút để làm cái ví dụ này ha. Đây, các bạn có 5 phút để làm cái ví dụ này ạ. Nhờ các bạn có 5 phút để làm ha. Cô nói với các bạn rồi, khi mà đi học online thế này á, để mà hiệu quả thì các em nên in cái slide bài giảng ra, xong là mình làm đến đâu thì mình viết trực tiếp lên slide đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ trong những cái ví dụ này trong bài giảng của tụi em cũng có mà Mai. Dạ em xin trả lời. Bạn nào đây ạ? Dạ Thu Thảo QTK42 ạ. Rồi, thanh thản ha, đợi cô chút để cô lấy cái bút này. Nó cứ không. Rồi, trong trường hợp này ha, đợi một chút. Doanh nghiệp A nhập khẩu ô tô 4 chỗ ngồi với giá ship. Ôi, người ta cho các em giá ship luôn rồi thì chúng ta không lăn tăn gì ha. Là 20.000 đô, thuế suất, thuế nhập khẩu là 85%, tỷ giá hồi đoái. Tính thuế công bố vào thời điểm đó là 22.500. Trước khi làm ví dụ này thì cô lưu ý cho các bạn là tất cả tiền thuế khi mà quy ra tiền thuế phải nộp thì các bạn phải quy về Việt Nam đồng. Các bạn sẽ không được tính bằng đô ạ. Giả sử các bạn tính cho cô trong trường hợp này ra giá đô thì cô sẽ không chấp nhận. Bởi vì cơ quan thuế của chúng ta quy ước là tiền thuế phải quy đổi về Việt Nam đồng ha. Rồi bạn Thảo trong trường hợp này tính sao ạ? Dạ mới đó em tính tiền thuế về Việt Nam đồng. Em lấy 20.000 nhân cho 22.500. Rồi các bạn sẽ tính gì ạ? Là ra 450 triệu đồng ạ. Xong rồi em tính thuế nhập khẩu, em lấy 450 triệu nhân 85% thì ra 382.500.000. Rồi em bây giờ bạn Thảo đọc cho cô đã này. Bạn Thảo sẽ tính giá tính thuế nhập khẩu. Bạn tính về Việt Nam đồng đi ha. Thảo lấy 20.000 đô, Thảo nhân với bao nhiêu ạ? Dạ nhân với 22.500. 22.500 đổi ra bao nhiêu ạ? Dạ ra 450 triệu ạ. 450 triệu. Rồi. Sau đó bắt đầu bạn đi tính gì ạ? Chúng dạ, ta phải đi tính được chứ ạ. Rồi, thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu phải nộp ha. Rồi, bằng gì ạ? Dạ 450 triệu nhân với 85%. 450 triệu. Rồi, nhân với 85%. Rồi, bằng bao nhiêu thả? Dạ, ra 382.500.000. 382.500.000. Cả lớp kiểm tra lại phần tính toán. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tính gì ạ? Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cả lớp ha.
của ô tô sẽ bằng gì ta? Dạ, 450 triệu cộng thuế nhập khẩu. Đúng rồi, giá cộng với tính thuế nhập khẩu là 450 triệu. Rồi, cộng với thuế nhập khẩu là 382 triệu 500 ngàn. Rồi, tính ra bao nhiêu ạ? Dạ, 832 triệu 500. Rồi, cả lớp có ra đáp án như vậy không ạ? Khánh Nguyên ra bao nhiêu? Dạ em đây giống vậy cô. Rồi, cảm ơn Khánh Nguyên. Như vậy thì các bạn theo dõi đây ha. Rồi, cảm ơn bạn Thảo. Trong trường hợp này, bởi vì ô tô của chúng ta là nhập khẩu và người ta đã cho các bạn là giá nhập khẩu rồi, giá ship rồi. Khi mà người ta cho các bạn đã xác định cái giá này thật là rõ ràng rồi thì các bạn không cần phải lăn tăn gì về giá ship hay là giá phóc nữa ha. Với 20.000 đô này thì các bạn có thể quy đổi về Việt Nam đồng luôn cho nó dễ tính, hoặc là các bạn nhân ở trong này cũng được ha, nhưng mà nó hơi dài. Muốn tính được giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này thì tôi cần phải xác định được là thuế nhập khẩu tôi phải nộp là bao nhiêu. Như vậy thì thuế nhập khẩu tôi phải nộp sẽ bằng giá tính thuế nhập khẩu là 450 triệu. Tôi nhân với thuế suất thuế nhập khẩu là 85%. Như vậy tôi tính được là 382 triệu 500 ngàn đồng là tiền thuế nhập khẩu tôi phải nộp. Và sau đó thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu ở đây là bằng 450 triệu. Và cộng với thuế nhập khẩu phải nộp là 382 triệu 500. Như vậy tôi sẽ có được là 832 triệu các bạn ha. Tôi sẽ có được là 832 triệu 500. Đây là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Và giả sử, rồi hỏi bạn Thảo tiếp theo ạ. Giả sử trong trường hợp này mà thuế tiêu thụ đặc biệt, người ta hỏi là phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì em làm sao ạ? Dạ em lấy giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất của đúng rồi, nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô ha. Rồi đúng rồi đó, các bạn sẽ viết cái kết quả này lại ạ. Bạn Thảo đọc họ tên cho cô đi ạ. Dạ, Ngô Thu Thảo QTK42 ạ. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, các bạn sẽ ghi cái phần phép tính này vào ha. Kết quả là đúng rồi đó. Về cách tính, cách làm là đúng rồi. Còn cái kết quả thì các bạn có thể kiểm tra lại. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Tuy nhiên thì nó lại có một lưu ý này nữa này cả lớp. Đó là trong trường hợp là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu thì sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Nhưng thuế nhập khẩu ở đây phải là thuế nhập khẩu thực tế mà doanh nghiệp nộp. Như vậy thì nó sẽ không bao gồm cái tiền thuế mà doanh nghiệp được giảm, được miễn đâu các bạn ha. Giả sử như là tôi tính trong trường hợp này thuế nhập khẩu mà tôi phải nộp theo trên cái biểu thuế suất của hàng hóa của tôi ô tô này thì tôi phải nộp là 382 triệu 500 ngàn. Nhưng mà giả sử tại cái thời điểm đó tôi đang có một cái ưu đãi, tôi chỉ phải nộp 300 triệu thôi, thì lúc này chúng ta không phải là cộng 382 triệu 500 mà chúng ta sẽ được cộng cái thuế là 300 triệu thôi các bạn ha. Như vậy thì nó sẽ không bao gồm cái mà được miễn được giảm. Rồi chúng ta thấy một cái lưu ý. Phần này thì cô có tính lại ra rồi thì nó cũng giống như phần của bạn Thảo làm thôi. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn giảm. Ví dụ nha, các bạn sẽ làm cái này ạ. Doanh nghiệp B nhập khẩu một ô tô, vẫn là một ô tô 4 chỗ ngồi với giá tính thuế nhập khẩu quy ra Việt Nam đồng. Tức là tôi đã quy ra Việt Nam đồng là ô tô này nhập khẩu với giá là 800 triệu với thuế suất thuế nhập khẩu là 70%. Thì thuế nhập khẩu được giảm là 20% ạ. Như vậy thì hỏi giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này là bao nhiêu?
Rồi các bạn tính đi ạ. Rồi các bạn tính đi ạ. Rồi cô sẽ hỏi một bạn về cái ví dụ này xem bạn hiểu như sao ha. À, Mai Hữu Phước có không ạ? Mai Hữu Phước vắng ha. Rồi bạn Huỳnh Nhật Quang đi ạ, Huỳnh Nhật Quang đang có ở đó không ạ? Dạ em đây cô ơi. Rồi bạn Huỳnh Nhật Quang có đang làm ví dụ đó không ạ? Dạ em đang làm dở tí. Rồi cô đang cô hỏi một xíu. Như vậy cô hỏi Nhật Quang này, khi mà nhìn lên cái ví dụ này thì em hiểu là thuế nhập khẩu được giảm 20% tức là sao ạ? Dạ là cái này thì theo cách nghĩ của em mà em không chắc là đúng không, nhưng mà kiểu Thì như cô là hỏi nó theo cách như em mà. kiểu như là thuế này là được kiểu như em đợt đấy thuế này là để em Không, Nhật Quang nghe lại câu hỏi của cô. Cô muốn là em xem em hiểu cái đề bài này như thế nào. Tức là thuế nhập khẩu cái xe này mua về với giá là 800 triệu và thuế xuất thuế nhập khẩu là 70% nhưng lại có thuế nhập khẩu được giảm 20%. là em nghĩ là cái thuế này là được giảm trước khi kiểu như là ở bên công ty của nó được Không, công bây giờ cô chị hỏi là giảm 20% này là em giảm em sẽ tính cái phần giảm này như thế nào? Các bạn không hiểu chỗ này là các bạn sẽ không tính được đâu. Thì bây giờ cái hướng làm của bây giờ cô hỏi Nhật Quang luôn, cái hướng làm của cái bài này em sẽ làm như thế nào? Không cần em đúng trước cái kết quả. em trước tiên em lấy 800 triệu trước, rồi xong rồi em nhân cho 70% trước, Rồi, cô rồi hỏi 800 nhân 70% là sao? Nếu mà lấy là 800 nhân 70% thì nó ra cái gì ạ? có nghĩa là nó ra cái sản thuế nhập khẩu quy ra Việt Nam đồng thuế xuất nhập khẩu, kiểu như là nó hàng đó được cái hàng đó đã được về về Sao phải hàng phức đó. tạp vậy Quang? Thì đó, nếu mà em đang tính là 800 triệu em nhân với 70% thì nó sẽ là thuế nhập khẩu mà theo như cái quy định của cái sản phẩm đó, của cái ô tô đó đúng không? Em sẽ tính ra một kết quả và sau đó em sẽ giảm 20% trên cái kết quả đó đúng không? Thì đúng không? Rồi đó, nếu các bạn tính như vậy thì đúng không? Bởi vì rất là nhiều bạn tự nhiên các bạn thấy giảm 20% các bạn lại hiểu là à, tức là tôi đang có 70%, tôi giảm 20% là tôi còn 50%, tôi chỉ lấy 50% nhân 800, như vậy là sai nha. Rồi Quang làm tiếp đi ạ. Rồi. Bạn Rồi. nào các bạn nào làm xong thì các bạn trả lời nhé. Giờ đợi em bấm máy tính lại nha. Hoặc là bạn khác, bạn bạn Quang đang làm thì cứ tiếp tục làm đi, còn bạn nào mà có kết quả rồi thì phát biểu nào. Cô em trả lời được không? Như hả? Thôi như như thôi, để cho bạn khác cầu 42. Dạ vâng. Mời bị quét. Rồi bạn nào làm
Quang chưa xong thì Quang cứ làm đi rồi Quang Quang tắt mic đi cũng được, rồi bạn nào có kết quả thì bạn đó đọc lên cho cô. Bằng 1.248.000.000 rồi. Cô không biết kết quả nhưng mà bạn nào đó, bạn này có phát biểu không? Dạ có. À rồi, mà như bây giờ các bạn đọc một cái kết quả lên thì cô sẽ không biết được, các bạn trong lớp cũng không biết được. Vấn đề là cô đang muốn các em cái cách tính của các em thôi. À rồi, à, bây giờ bạn Nam tính đi ạ. Đầu tiên cái cách em nói về cái cách làm của em đi ạ. Giờ em lấy 800 triệu nhân với 70% là ra 560 triệu. Ừ, đầu tiên em tính cái gì? Đó là em đang tính cái gì ạ? Giờ dạ, dạ, cô là thuế thuế ban đầu không? Thế mà thuế gì ban đầu? Giờ dạ. Thuế nhập khẩu. Rồi, thuế nhập khẩu ban đầu tức là thuế nhập khẩu mà theo quy định đúng không? Giả sử như là cái ô tô này đang có trên cái danh mục chịu thuế là 70% thì bạn đang tính là, rồi bạn Nam đợi cô chút, bạn Nam đang tính là thuế nhập khẩu này, thuế nhập khẩu là sẽ bằng gì? Bạn Nam đọc lên đi ạ. Giờ bằng 800 triệu nhân với 70% ạ. Rồi, 800 triệu nhân với 70% rồi ra 560 triệu đúng không? Dạ. Yeah. Rồi tiếp theo đi ạ. Dạ yeah, em tính là thuế nhập khẩu được giảm 20% là lấy thuế nhập khẩu giảm. Rồi em đọc lên đi ạ. Yeah, sẽ lấy 20% nhân với 560 triệu. 560 triệu. Rồi ra bao nhiêu ạ? Dạ yeah, ra là 112 triệu. Rồi, tiếp theo em tính gì ạ? Dạ, yeah, cô là tiếp theo là lấy tính luôn, bắt đầu tính luôn giá tính thuế đi ha. Dạ yeah. Rồi, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Dạ yeah, là 8, em lấy là 800 triệu cộng với đầu tiên là sẽ bằng giá tính thuế là 800 triệu. Rồi, lẽ ra cô viết tắt thôi dễ rồi, cộng với gì ạ? Cộng 560 triệu. 60 triệu. Rồi. Trừ cho 112 triệu đúng không? Dạ, dạ. Rồi, bằng bao nhiêu ạ? Dạ là bằng 1.248 triệu con. Rồi. Cô cảm ơn ha. Rồi bạn Nam tên gì ạ? Dạ bạn Sơn Tùng VTK42. À, bạn Sơn Tùng luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn bạn Tùng ha. À rồi, bạn Tùng, các bạn có ra kết quả như bạn Tùng không ạ? Rồi, bạn Tùng tính đúng rồi ha. Như vậy thì trước tiên nếu bạn Tùng mà đi tính thuế nhập khẩu, tức là cái thuế nhập khẩu mà theo cái quy định á thì sẽ bằng là 800 triệu giá tính thuế nhân với thuế suất 70% là sẽ bằng 560 triệu. Rồi tiếp theo là gì ạ? À, trong trường hợp này thuế nhập khẩu lại được giảm 20%. Như vậy bạn đi tính thuế nhập khẩu giảm sẽ bằng 20%. Lưu ý à, giảm 20% tức là tôi được giảm trên cái số thuế mà lẽ ra tôi phải nộp này này. 20% nhân với 560 chúng ta sẽ tính ra được là 112 triệu. Rồi, và trong trường hợp là gì ạ? Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn giảm. Như vậy bạn sẽ tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu 800. Rồi, cộng với 560 và tôi không tính cái phần được miễn giảm thì tôi trừ đi 112 triệu. Như vậy tôi sẽ ra là 1.248 triệu ạ. Như vậy thì đây là cái kết quả đúng rồi cả lớp ha. À, các bạn có thể ghi vô ạ. Còn đây thì thực ra thì có một cách này nó cũng sẽ ngắn hơn này. Các bạn sẽ ghi phần này vào ha. Rồi các bạn cũng có thể tính như cách này của cô ạ. Rồi cô qua slide ha. Các bạn ghi xong chưa ạ? Chịu khó.
khó ghi ra vở ha, ghi nhanh nhanh á, chứ cũng cũng chụp các bạn chụp các bạn cũng, cũng chắc gì cũng đã có thời gian để coi lại. Rồi, cô qua phần này ha. Rồi. Đây, cô lấy một ví dụ này nữa. Cũng là trường hợp này. Thì các bạn có thể làm tắt ra được ha. Bởi vì chúng ta đang hình dung là thuế nhập khẩu của chúng ta phải nộp là 70% với mức thuế suất là 70, thì nếu như giảm 20% thì tức là chúng ta chỉ nộp thực tế là trên 80% còn lại thôi. Thì các bạn có thể làm một cái phép tính nhanh như thế này cũng được. Tùy các bạn làm cái nào mà nó thuận tiện hơn, các bạn có thể lấy gì ạ? Các bạn sẽ có thể tính thuế nhập khẩu phải nộp này, thuế nhập khẩu thực tế phải nộp các bạn ha. Thì chúng ta có thể là lấy 800 này, đây là các bạn nhân 70%, thì đây tức là ban đầu nó là 100%, nhưng mà tôi được giảm 20%, tức là tôi chỉ có nhân với 80% thôi. Như vậy các bạn sẽ tính ra được là bằng 448 triệu. Sau đó các bạn sẽ đi tính giá tính thuế ạ. Các bạn sẽ đi tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Tiêu thụ đặc biệt. Còn bạn Tùng thì bạn trừ đi phần giảm thì cũng tương tự như cô thôi. Bạn lấy 800 cộng với 448 thì các bạn cũng sẽ ra là 1 tỷ 248 ạ. Các bạn cũng tính như vậy được ha. Thì đó là cách nào cũng được. Quan trọng là các bạn đang hiểu vấn đề của nó. Lưu ý ha. Đối với môn thuế của cô thì sinh viên sẽ đi thi, sinh viên sẽ không được làm tắt ạ. Sẽ không được ghi là chữ triệu đồng đâu. Các bạn sẽ ghi hết số ra. Nhưng mà ở trên bảng, bởi vì nhiều lúc trên bài giảng có những lúc nó không có cái không gian để viết á, thì cô sẽ viết tắt như thế này ha. Còn đôi khi đi thi thì tuyệt đối là chúng ta sẽ phải viết như thế này, 800 triệu viết như thế này. Tốt nhất là cách ra. Chấm bài cho các bạn sinh viên quản trị rất là buồn, bởi vì các bạn viết số kế toán cô đọc không nổi luôn. Có những bạn viết như thế này, có những bạn viết 800 triệu thì các bạn viết là 80, không là các bạn viết này rồi các bạn viết dư ra cả mấy số phía sau như vậy, không là đọc không 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 ra được luôn. Rồi tiếp theo ha, chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo ạ. Sau khi mà đã tìm hiểu về, chúng ta đã có gì ạ, thuế phải nộp, chúng ta có thuế phải nộp là bằng chúng ta có thuế phải nộp gì ạ, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ạ, thì sẽ bằng là giá tính thuế, giá tính thuế, và các bạn sẽ nhân với thuế suất ạ. Như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu giá tính thuế này rồi, trong các trường hợp là của hàng hóa này, của dịch vụ này, của hàng hóa nhập khẩu ạ, hàng hóa nhập khẩu rồi. Thì bây giờ chúng ta đã xong cái giá tính thuế rồi thì chúng ta đi vào phần thuế suất. Phần thuế suất này thì nó đã được quy định trong văn bản ạ, nó sẽ được quy định trong văn bản, quy định trong văn bản rồi, trong luật. Thì các bạn có thể là không phải học thuộc, nhưng mà chúng ta cũng nhìn giới thiệu sơ qua cho các bạn ha. Như vậy thì lưu ý với các bạn là thuế suất thì sẽ được quy định ở trong cái biểu thuế suất trong văn bản luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Và một doanh nghiệp khi mà kinh doanh, khi mà bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh thì họ sẽ phải có giấy phép đăng ký kinh doanh. Và sau khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh kể từ chậm nhất là 10 ngày thì doanh nghiệp này sẽ phải đến cơ quan thuế để kê khai về những cái thuế suất mà cái hàng hóa mình đang sản xuất ạ. Giả sử như là tôi đang kinh doanh về rượu, bia, thuốc lá thì tôi sẽ phải kê khai những cái thuế suất mà tôi đang kinh doanh. Còn nếu như giả sử như các bạn không kê khai thì đến lúc này cơ quan thuế, đến lúc mà nộp thuế cơ quan thuế sẽ ấn định thuế. Giả sử như các bạn đang kinh doanh với một sản phẩm A với thuế suất là 20%, sản phẩm B là 40%, sản phẩm C thuộc chịu thuế suất là 60% đi. Thì khi mà đến cơ quan thuế các bạn sẽ phải kê khai từng cái mức thuế suất về cái mặt hàng hóa mà các bạn đang kinh doanh. Còn nếu các bạn không kê khai thì sau này cơ quan thuế sẽ ấn định một cái mức thuế suất cao nhất cho cả ABC luôn. Như vậy các bạn thấy không? Như vậy chúng ta doanh nghiệp sẽ bị thiệt thòi rất là lớn. Như vậy đòi hỏi là khi mà nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh rồi và chậm nhất là 10 ngày thì doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ để đến cơ quan thuế để mà kê khai cái hàng hóa dịch vụ mà mình đang kinh doanh với từng cái mức thuế suất riêng biệt như vậy ha. Thì đó là phần lưu ý về thuế suất ạ. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thì được quy định dưới hình thức là tỷ lệ phần trăm.
phân biệt cho từng mặt hàng và loại dịch vụ. Rồi các bạn sẽ đi về phần này ha. Đây các bạn, đây sẽ là một cái ví dụ về hàng hóa. Thuế suất của hàng hóa thì người ta quy định rất cụ thể là gì ạ? Thuốc lá này, các bạn thấy là trước đây là cái luật số 71 năm 2016 nó đã thay đổi là gì ạ? Tức là từ ngày 1 tháng 1 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì giả sử là thuốc lá lúc này đang là 70%, nhưng mà bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 các bạn thấy chưa? Thuế suất đã lên 75%, cực kỳ rất là cao, và hiện nay thì chúng ta đang áp dụng là 75%. Rồi rượu, rượu thì người ta quy định rất là rõ ạ. Rượu từ 20 độ trở lên thì hiện nay đang có thuế suất là 65%. Còn dưới 20 độ thì đang có thuế suất là 35%. Hay là bia cũng vậy, người ta hiện nay chúng ta đang có thuế suất là 65%. Còn ô tô dưới 24 chỗ ngồi người ta quy định từng theo mức dung tích là bao nhiêu đó các bạn ha. Rất là chi tiết cụ thể luôn. Và khi mà anh kinh doanh ô tô thì anh sẽ phải xem kỹ xem là ô tô của anh với cái dung tích là bao nhiêu để cái mức thuế suất của nó tương đương. Các bạn nhìn này, thuế suất hiện nay cực kỳ cao. Ô tô thậm chí có những cái loại này là thuế đến 150%, cao cực kỳ luôn. Rồi, hay là đối với một số những sản phẩm xăng, xăng cũng vậy, người ta chi tiết rất cụ thể ha. Rồi dịch vụ cũng vậy, dịch vụ thì hiện nay chúng ta thấy vũ trường 40% này, kinh doanh massage karaoke là 30%, rồi sân golf là 20% ạ, sổ số. Như vậy thì cái biểu thuế suất này thì các bạn không cần học thuộc, nhưng mà cô lưu ý các bạn ha, trong một số cái ví dụ cô đưa ra hoặc là trong bài tập hoặc là trong bài thi thì cô sẽ cho các bạn thuế suất. Tuy nhiên thì có những cái thì thuế suất nó sẽ không đúng với cái mức thuế suất hiện tại thì chúng ta tạm thời chấp nhận nó là ở mức tương đối thôi ha. Tại vì có những cái bài giảng mà cô soạn từ năm 17, 18 hoặc 16 thì cái mức thuế suất cô vẫn chưa thay đổi, nhưng mà chúng ta hiểu cái bản chất là được rồi. Còn sau này các bạn đi làm thực tế thì các bạn sẽ phải áp dụng đúng cái mức thuế suất hiện tại của nó. Đây là cái lưu ý. Cơ sở sản xuất nhiều loại hàng hóa và kinh doanh nhiều loại dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có các mức thuế suất khác nhau thì phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng cái mức thuế suất quy định ạ. Và đối với từng loại hàng hóa dịch vụ, và nếu cơ sở sản xuất hàng hóa kinh doanh dịch vụ này không xác định được theo từng cái mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa mà cơ sở sản xuất đó kinh doanh. Thì đó là cái phần lưu ý ạ. Rồi chúng ta sẽ có phần khấu trừ thuế. Đây là một nội dung rất là quan trọng ha. Các em hiểu như thế này ạ. Khấu trừ tức là chúng ta sẽ được trả lại, chúng ta sẽ được giảm đi một cái phần mà chúng ta đã nộp rồi. Thì đối với thuế, các bạn sẽ lăn tăn chỗ này là tại sao mà thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ nộp lại ở một khâu thôi mà chúng ta lại có khấu trừ ạ? Thì các bạn xem người ta nói là gì. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc là đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Và số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ thì sẽ tương ứng với số thuế của nguyên vật liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. Như vậy số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Nghe rất là trừu tượng ha, thì các bạn sẽ nhìn lên đây. Các bạn sẽ nhìn lên đây ạ. Chúng ta sẽ có như thế này. Cô đang giả sử như thế này. Đây là một quy trình sản xuất ạ. Đây là một doanh nghiệp sản xuất. Thì tôi đang giả sử là để mà sản xuất, tôi là một doanh nghiệp sản xuất về rượu,
Tôi là một doanh nghiệp sản xuất về rượu đi ha. Thì để sản xuất về rượu tôi phải đi mua nguyên vật liệu. Chẳng hạn tôi đi mua rượu trên 20 độ về. Tôi đi mua rượu trên 20 độ về ha. Tôi sẽ đi mua rượu trên 20 độ ạ. Tôi sẽ đi mua rượu trên 20 độ. Rồi, tôi sẽ đi mua rượu trên 20 độ. Tôi đang giả sử vậy đi ha. Tôi đi mua rượu trên 20 độ. Rồi, tôi mua rượu trên 20 độ và rất nhiều những cái phụ phẩm khác. Ví dụ như là tinh bột này, rồi các thứ về để tôi chế biến. Và qua quy trình sản xuất thì tôi sẽ tạo thành là rượu vang. Tôi đang lấy ví dụ là tôi đang sản xuất rượu vang đi ha. Thì lúc này rượu vang của tôi giả sử ở đây là dưới 20 độ. Tôi đang giả sử như vậy. Thì các bạn đối chiếu vào trong luật thuế, thằng này rượu trên 20 độ nó sẽ thuộc một mức thuế suất khác. Tôi đang giả sử ở đây nó là 55% đi. Rồi, nhưng ở đây rượu dưới 20 độ của tôi lại là 35% thuế suất. Thì lúc này khi mà tôi bán hàng rượu vang ra, tôi sẽ phải thu thuế tiêu, tôi sẽ phải tính, tôi phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà bởi vì đầu vào của tôi đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong nguyên liệu rồi, thì lúc này tôi sẽ được khấu trừ. Và tôi sẽ được khấu trừ gì ạ? Lúc này thuế phải nộp của tôi ạ, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của tôi sẽ bằng là thuế tiêu thụ đặc biệt. Và tôi gọi ở cái quá trình này là thuế tiêu thụ đặc biệt 2. Và tôi sẽ trừ đi thằng thuế tiêu thụ đặc biệt 1 này. Nhưng mà tôi sẽ gọi đây là thằng, tôi gọi đây ha, tôi gọi là x. Tôi sẽ phải trừ đi x. Và cái x này này, nó sẽ phải được tính. Ví dụ như ở đây tôi đi mua 1.000. Nhưng mà tôi lại xuất ra, tôi mua 1.000 lít rượu này. Nhưng mà tôi lại xuất ra ở đây có 800 lít thôi. Tôi xuất ra 800 lít thôi. Và lúc này tôi sản xuất ra được 800 lít này để tôi sản xuất ra được 15.000 chai. Nhưng mà 15.000 chai này tôi lại chỉ bán ra được 9.000 chai thôi. Như vậy thì cái thằng x ở đây các bạn phải tính cho nó. Rồi, nó nhẹ mất rồi. Tức là các bạn lưu ý cho cô là gì ha? Tức là các bạn đi tính, các bạn sẽ chỉ tính cho với tương ứng với. Bạn lại cô xin lỗi các bạn một xíu ha. Cái bút này nó có con chuột mà cô quên mất. Rồi, các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Lúc này thì thuế tiêu thụ đặc biệt 2 trừ đi tiêu thụ đặc biệt 1. Nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt 1 này nó phải tương ứng với cái số lượng mà thực tế sản xuất ra thôi. Tôi vừa nói là tôi mua 1.000 về, tôi xuất ra 800 để sản xuất ra 15 chai. Nhưng mà tôi chỉ bán có 9.000 chai thôi. Như vậy tôi chỉ tính cho thằng 9.000 chai thôi các bạn ha. Thì đó được gọi là khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây ạ, công thức như thế này ạ. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp sẽ bằng là số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ đi số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp, đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hóa xuất kho tiêu thụ trong kỳ. Các bạn lưu ý là như vậy ha. Rồi, trước khi mà đi làm một ví dụ thì cô có một yêu cầu nho nhỏ như vậy ạ. Các bạn đang on bằng điện thoại hay là bằng laptop thì cô không biết nha. Nhưng mà các bạn sẽ chụp lại cái màn hình này cho cô. Nhưng mà các bạn sẽ để hiện được cái tài khoản của các bạn lên. Cái tên của bạn đang đăng nhập cùng với cái slide này. Các bạn hiểu không ạ? Rồi các bạn có 30 giây để các bạn làm ạ. Rồi cô sẽ chuyển slide. Rồi xong chưa các bạn? Rồi cô sẽ qua ha. Như vậy các bạn, những bạn nào mà đang nghe thì các bạn đã chụp màn hình này rồi nha. Rồi cô sẽ qua. Rồi các bạn giữ lại cái các bạn vừa chụp màn hình xong.
Nhưng mà phải có tên các bạn ha, bởi vì cô đã thử với một bạn sinh viên trong lớp rồi nè, các bạn có thấy được tên. Và có thể thì tối nay hoặc ngày mai cô sẽ làm một cái điểm danh thì các bạn sẽ nộp cái mà các bạn vừa chụp màn hình lại ha. Cô ơi, của em nó chỉ hiện tiểu bạn thôi cô, chứ không hiện tên. Hiện cũng được, làm sao mà để cô biết được đằng đó là em. Còn hên xui thôi, còn những của bạn mà hình giống nhau quá thì đương nhiên cô sẽ không chấp nhận rồi. Rồi, Cảm thôi ơn. bỏ qua vấn đề đó. Các bạn giữ lại đó thôi nha. Khi nào có yêu cầu điểm danh thì cô sẽ có một cách điểm danh khác. Thì các bạn sẽ gửi cái hình đấy. Rồi, chúng ta qua khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở sản xuất A phát sinh các nghiệp vụ như sau ạ. Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu 250 triệu đồng. Tức là khi mà tôi nhập khẩu 1.000 lít rượu nước này, tôi đã phải nộp thuế rồi. Căn cứ vào giấy nộp tiền và ngân sách ạ. Tôi xuất kho 8.000 lít rượu để sản xuất 12.000 chai rượu. Tôi bán 9.000 chai rượu với số thuế tiêu thụ đặc biệt của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng. Thì lúc này người ta yêu cầu tôi xác định là thuế tiêu thụ đặc biệt mà cơ sở A còn phải nộp trong kỳ ạ. Lẽ ra này, cả lớp nhìn lên đây, lẽ ra là tôi nếu như không có cái quy định về khấu trừ là tôi phải nộp 350 triệu. Sao ạ? Cô tắt trình bày rồi cô. Bên cô bị mất hả? Rồi, cảm ơn em. Ủa, cô vẫn đang chia sẻ mà. Có thấy không ạ? Nguyên có thấy hình ảnh không? Có thấy không Nguyên? Dạ thấy. Ủa, vẫn thấy mà. Bên em không thấy cô ơi. Rồi, để cô Em cũng tắt không thấy rồi. ra. Rồi, để cô thoát ra lại. Khi nào mà một số bạn mà không không thấy á thì các bạn cho cô thoát ra luôn đi ha. Các bạn phải nói nha. Chứ bởi vì có những cái bài đây của cô vẫn đang hiện và đang chia sẻ này. Lớp mình đông quá không xài Zoom được. Rồi sao các bạn comment gì đây ạ? Để cô chia sẻ lại. Rồi cả lớp thấy chưa ạ? Mấy bạn vừa không thấy đã thấy chưa? Dạ thấy rồi cô. Rồi ok. Rồi cả lớp nhìn lên đây ha. Bây giờ cô sẽ hỏi một bạn bất kỳ này. Tức là nếu như giả sử không có khấu trừ thì các bạn khi mà bán ra, bởi vì lúc này là rượu bán ra là các bạn sẽ làm một cái sản phẩm khác rồi. Lúc này là lít rượu nước là sản phẩm khác, tôi đang giả sử là trên 20 độ hoặc dưới 20 độ là nó khác nhau rồi. Nếu như không có khấu trừ thì tôi sẽ phải nộp 350 triệu và trước đó tôi đã nhập khẩu, tôi đã nộp 250 triệu, như vậy là tổng tôi phải nộp là bao nhiêu ạ? Là 600 triệu. Nhưng bây giờ người ta lại cho là khấu trừ đi cái phần mà đã nộp tương đương với cái số mà tiêu thụ. Rồi, cô sẽ gọi một bạn này, bởi vì phần này khá là quan trọng ha. Rồi bạn Nguyễn Thị Mai Lý ạ. Bạn Lý cho cô hỏi là như vậy trong trường hợp này thì 10.000 lít rượu nước mua về nhưng mà chúng ta có dùng hết không ạ? Dạ thưa cô là không. Chúng ta chỉ dùng bao nhiêu ạ? Dạ thưa cô là dùng 8.000 lít rượu thôi cô. Như vậy thì theo em thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ là 250 triệu hay là nó sẽ ít hơn 250 triệu ạ? Dạ thưa cô là ít hơn cô. Bởi vì sao ạ? Cô vì là chỉ dùng có 8.000 lít rượu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ tính 8.000 lít rượu này cho bao nhiêu chai ạ? Thưa cô là cho
Từ 8.000 lít rượu này thì chúng ta để sản xuất bao nhiêu chai đây? Cô làm 12.000 chai rượu. 12.000 chai, nhưng mà chúng ta bán bao nhiêu ạ? Cô bán có 9.000 chai thôi cô. Bán 9.000 chai, như vậy chúng ta sẽ phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt của đầu vào tương ứng với bao nhiêu chai ạ? Cô là tương ứng với 9.000 chai. Đúng rồi, tương ứng với 9.000 chai ha. Như vậy bây giờ cả lớp sẽ tính cho cô xem là thuế tiêu thụ đặc biệt chúng ta... thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với 9.000 chai mà đã tiêu thụ được là bao nhiêu. Sau đó các bạn sẽ xác định là số thuế cơ sở này phải nộp trong kỳ ha. Rồi, các bạn có 5 phút để các bạn làm ạ. Rồi bạn nào tính xong rồi các bạn có thể phát biểu ạ. Dạ thưa cô, là có phải cô hỏi là tương ứng với 9.000 chai rượu thì cần bao nhiêu lít rượu nước phải không cô? Không, đề bài hỏi là gì? Đề bài hỏi là xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt mà cơ sở còn phải nộp. Như vậy thì để mà xác định được thì em thuế phải nộp công thức chúng ta vừa bằng gì ạ? Thuế phải nộp sẽ bằng là thuế đầu ra trừ đi đầu vào tương ứng với số tiêu thụ. Như vậy đầu ra chúng ta có bao nhiêu rồi? Có 350 rồi, thì bây giờ em lại đi tính cái số thuế đầu vào được khấu trừ là bao nhiêu. Giờ bạn nào tính nữa? Bạn nào tính ra kết quả rồi ạ? Dạ em xin trả lời ạ. Rồi em tính như thế nào em nói trước đi rồi lát nữa cô sẽ biết ạ. Dạ thưa cô, là để xuất bán 9.000 chai rượu là mình cần đến 6.000 lít rượu nước ạ. Rồi cô không cần em tính 6.000 lít hay là như thế nào ha. Bây giờ em sẽ tính nhá. Đầu tiên em tính như thế nào? Và số thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu với tương ứng với số sản phẩm bán ra là 150 triệu ạ. Rồi em tính kết quả đi, cách em tính á. Dạ em lấy bây giờ cô sẽ ghi ha. Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ ha, cô viết tắt tương ứng với bao nhiêu ạ? Tương ứng với 9.000 chai đúng không? Dạ tương ứng với 9.000 chai, bởi vì chúng ta chỉ được tính cho tương ứng với số tiêu thụ rồi. Em đọc kết quả đi ạ. Dạ em lấy 6.000 lít nhân 250 triệu chia cho 10.000 ạ. À, 6.000 lít, đây là 6.000 lít nhân với 250 triệu chia cho bao nhiêu? Dạ 10.000 lít ạ. Chia cho 10.000 lít, rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ 150 triệu. Bằng 150 triệu. Rồi sau đó thì thuế phải nộp, thuế còn phải nộp bằng bao nhiêu ạ? Dạ thuế phải nộp là sẽ bằng 350 triệu trừ bằng đi 150 triệu. Rồi trừ đi 150 triệu là 200 triệu ạ. Bằng 200. Kết quả thì đúng rồi ha. Rồi,
Như vậy thì nếu mà đi làm bài như vậy thì bạn còn phải tính cho cô một bước nữa là để ra 6.000 lít. Rồi, bây giờ bạn sẽ đi tính 6.000 lít này ha. Cô viết ở đây. Dạ, thưa cô là sẽ bằng 8.000 nhân cho 9.000 và chia cho 12.000 ạ. Rồi, bạn sẽ lấy 8.000 nhân cho gì ạ? 9.000 ạ. Nhân với 9.000. Bạn phải giải thích. Em phải giải thích đi. Chia cho 12.000. Trong khi 8.000 lít rượu thì có thể sản xuất ra được 12.000 chai rượu, và ngược lại là 9.000 chai rượu thì mình dùng công thức đó à? Ừ, rồi. Thực ra cách tính của bạn nữ đúng rồi nha cả lớp. Nhưng mà lát nữa, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn nữ tên là gì ạ? Dạ, Tố Nga, Quản trị K42 ạ. Rồi, bạn cảm ơn bạn Tố Nga, Quản trị K42. Có rất nhiều cách tính. Cô sẽ giải thích cái phần của bạn Nga. Tức là bạn Nga của chúng ta đang đi tính là gì ạ? Bạn Nga đang muốn tính xem, như vậy thì tôi mua về 10.000 lít rượu này, thì tôi xuất ra 8.000 lít thì tôi sản xuất 12.000 chai. Nhưng mà thực tế thì tôi chỉ tiêu thụ có 9.000 chai thôi. Như vậy bạn Nga đang muốn tính xem là để mà tiêu thụ 9.000 chai rượu này thì tôi đã gì ạ? Tôi đã tính thuế. Tôi đã xuất ra bao nhiêu lít rượu để sản xuất ra 9.000 chai này. Và bạn mình tính ngược về là 8.000 chai thì tôi sẽ sản xuất được 12.000 chai rượu. Như vậy 9.000 thì tôi sẽ nhân lên và tôi chia cho 12 ha, thì ra 6.000 lít. Rồi, đây là cách của bạn Nga. Các bạn có thể ghi chép vô. Còn cô sẽ tính như thế này cho các bạn thấy ha. Rồi, cô sẽ tính như thế này cho các bạn. Cô sẽ tính cho các bạn ha. Rồi, các bạn nhìn lên đây ạ. Tôi sẽ có là từ 10.000 lít rượu này, tôi sản xuất ra, tôi xuất ra 8.000 lít ạ. Rồi, để tôi sản xuất ra 12.000 chai. Và tôi lại tiêu thụ có 9.000 chai thôi. Và 9.000, thuế của 10.000 lít này của tôi là 250 triệu, đúng không cả lớp? 250 triệu. Và thuế của 9.000 chai này khi tiêu thụ của tôi là 350 triệu ạ. Thì lúc này các bạn sẽ tính được là thuế gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ ạ. Được khấu trừ các bạn ha. Được khấu trừ và tương ứng với số tiêu thụ thôi ạ. Tương ứng với 9.000 chai ạ. Tương ứng với 9.000 chai. Thì các bạn sẽ tính bằng bằng gì ạ? Ban đầu của tôi thì tôi có bao nhiêu? Ban đầu của các bạn có bao nhiêu ạ? Tôi có 250 triệu này là thuế tiêu thụ đặc biệt của 250 triệu này là thuế tiêu thụ đặc biệt của bao nhiêu lít các bạn? Của 10.000 lít. Như vậy thì tôi nếu mà tôi lấy 250 triệu này tôi chia cho 10.000 lít thì tôi sẽ ra cái gì cả lớp? Tôi sẽ ra là số thuế tiêu thụ đặc biệt của 1 lít rượu. Nhưng mà tôi sử dụng bao nhiêu? Tôi sử dụng 8.000 lít đúng không ạ? Tôi sử dụng 8.000 lít rượu. Và từ 8.000 lít rượu này, tôi sản xuất ra 12.000 chai. Nếu như mà tôi chia cho 12.000 chai, tôi chia cho 12.000 chai, thì tại cái bước này tôi sẽ ra được là số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với 1 chai rượu sản xuất sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà lúc này tôi tiêu thụ là bao nhiêu ạ? Tôi tiêu thụ 9.000 chai thì tôi lại nhân với 9.000 lên. Các bạn nhân thử lên là nó có ra 150 triệu không ạ? Thì lúc này các bạn sẽ có 250 triệu, các bạn sẽ nhân với 8.000 và các bạn nhân với 9.000 ha. Các bạn chia cho 10.000 nhân với 12.000 thì cũng giống như bạn Nga vừa làm thôi. Các bạn sẽ tính ra được là bằng 150 triệu ạ. Các bạn sẽ ra được 150 triệu. Và lúc này thì chúng ta sẽ có là thuế tiêu thụ đặc biệt. Tiêu thụ đặc biệt còn phải nộp ạ. Doanh nghiệp còn phải nộp. Lẽ ra là doanh nghiệp phải nộp tất cả là 600 đấy, nhưng mà chúng ta được khấu trừ nó sẽ bằng là thuế đầu ra của nó, tức là 950 triệu này chia ra. Rồi. Chúng ta sẽ có 350 triệu này ha, trừ đi 150 triệu.
Và chúng ta sẽ phải nộp là 200 triệu ạ. À, rồi, cả lớp chú ý nhìn là lên đây ha. Rồi, đây là đối với doanh nghiệp của các bạn đi nhập khẩu nguyên vật liệu. Nhưng bây giờ tôi hỏi các bạn, nó là gì ạ? À, giả sử như trong trường hợp này tôi không phải là đi nhập khẩu, mà trong trường hợp này tôi đi mua. Đây ha, trong trường hợp này mà tôi đi mua 10.000 lít rượu này, tôi mua từ nhà máy, nhà máy trong nước thôi. Tôi mua từ nhà máy thì tôi hỏi bạn là 250 triệu này là ai nộp các bạn hả? Tôi mua 250 triệu này thì là ai nộp ạ? À? Cái tiền thuế nếu mà 250 triệu này thì là ai nộp đây các bạn? Nếu mà tôi mua từ nhà máy thì là ai nộp các bạn ha? Các bạn lưu ý cho tôi là nếu như mà nhập khẩu thì tôi sẽ là người nộp trực tiếp, nhưng mà nếu mà tôi mua từ nhà máy thì thực ra thì cái người nộp phải là nhà máy sản xuất này, là họ nộp thuế, nhưng mà cái người chịu thì là tôi chịu. Nhưng mà về như vậy thì về, bởi vì trong cái giá đó là đã có thuế rồi thì về tôi vẫn phải tính ra bình thường các bạn ha. Nhưng mà trường hợp này ở đây là bởi vì cô cho các bạn một cái con số cụ thể rồi. Còn nếu như giả sử cô đang cho giá của một chai rượu thì lúc này các bạn sẽ phải tính được. Nhưng mà cái người nộp thuế trong trường hợp mà chúng ta mua từ cơ sở trong nước thì là chúng ta chỉ trả thôi, chúng ta đã trả tiền thuế thôi, nhưng mà người nộp thì sẽ là cái cơ sở trong nước ha. Còn khi mà chúng ta đi nhập khẩu trực tiếp thì chúng ta sẽ là người nộp thuế luôn ạ. Ờ, như vậy thì chúng ta đã xong phần khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. À, trong trường hợp chúng ta thấy rằng là đối với một luật thuế nào khi mà ban hành thì ngoài những cái quy định về luật thuế, chúng ta cũng sẽ có một cái yếu tố đó là giảm thuế ạ. À, giảm thuế tức là sao? Là cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu như mà họ gặp khó khăn do thiên tai, địch họa hoặc là tai nạn bất ngờ thì họ sẽ được xét giảm thuế. Nhưng mà cái mức giảm này thì sẽ không vượt quá 30% số thuế phải nộp năm bị thiệt hại đâu các bạn. Tức là sẽ không được giảm quá 30% đâu ạ. Và để mà làm cái này thì doanh nghiệp sẽ phải làm rất nhiều những cái hồ sơ giấy tờ gửi lên cho cơ quan có thẩm quyền để minh chứng rằng cái việc mà mình đã gặp khó khăn trong do thiên tai hoặc là bị tai nạn bất ngờ. Và lúc này khi mà đã các cái cơ quan chức năng họ đã đối chiếu, họ kiểm tra và xác thực rằng là cái thông tin đó là chính xác thì lúc này bắt đầu mới được làm cái thủ tục về giảm thuế các lớp nhé. Như vậy thì chúng ta đã xong về phần giảm thuế. Còn thực ra thì các bạn còn sẽ có nữa, đó là về hoàn thuế ạ. Hoàn thuế thì cả lớp chỉ hiểu cho cô trong trường hợp đó là gì ạ? À, hoàn thuế tức là chúng ta đã nộp thuế rồi và đến lúc này thì cơ quan thuế sẽ hoàn lại cho chúng ta số tiền đó, sẽ hoàn trả lại cho chúng ta. Thì nó có rất nhiều trường hợp, đó là trong trường hợp mà chúng ta tạm nhập khẩu và sau đó chúng ta tái xuất khẩu. Giả sử như là tôi tạm nhập khẩu một lô hàng rượu vang từ Hàn Quốc về Việt Nam để tham dự cái hội chợ triển lãm, và trong cái quy định về tạm nhập khẩu thì tôi đăng ký là tôi chỉ tạm nhập khẩu về trong thời gian là 15 ngày thôi, nhưng mà đến thứ ngày 17 rồi tôi vẫn chưa xuất ra khỏi Việt Nam thì lúc này tôi phải nộp thuế đối với cái lô hàng rượu vang mà tôi nhập khẩu từ cái đối tác về để mà tham dự triển lãm. Và đến ngày 20 mà tôi lại tái xuất khẩu luôn, tức là cái hàng đó của tôi nó chỉ là tạm nhập và tái xuất khẩu thôi. Thì lúc này cơ quan thuế, sau khi mà đã tái xuất khẩu rồi, tôi có các giấy tờ minh chứng, thì cơ quan thuế sẽ hoàn lại cho tôi cái số tiền đối với cái lô rượu vang đó. Hoặc là trong trường hợp là gì ạ? Nguyên liệu nhập khẩu để mà sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng, thì sau đó khi mà nhập khẩu chúng ta phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và sau này thì chúng ta sẽ làm cái thủ tục để chúng ta được cơ quan thuế sẽ hoàn kiểm tra lại và để hoàn lại cái số thuế đã nộp. Hay là trong một số trường hợp như thế nào ạ? À, khi mà cơ quan doanh nghiệp của các bạn sáp nhập hoặc là hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản thì lúc này các bạn đến cơ quan thuế, rồi cơ quan thuế sẽ kiểm tra lại hồ sơ sổ sách chứng từ của các bạn và phát hiện ra là các bạn trong năm vừa rồi, trong thời gian vừa rồi các bạn đã nộp 25 triệu tiền thuế tiêu thụ đặc biệt chẳng hạn. Nhưng mà thực tế cái số thuế mà các bạn phải nộp là chỉ có 20 triệu thôi, thì lúc này các bạn sẽ được hoàn lại 5 triệu. Tuy nhiên thì cái
Nhưng thủ tục mà hoàn thuế này nó sẽ được hoàn thuế theo cái quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật các bạn ha. Và hoàn thuế thì phải là trong trường hợp mà số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà nộp mà lớn hơn số tiền thuế. Nhưng mà phải, tức là trong trường hợp mà nộp thì chúng ta sẽ không, chúng ta được hoàn trong trường hợp mà chúng ta đã nộp cái số mà nó lớn hơn cái số mà thực tế chúng ta phải nộp ạ. Thì đó là hoàn. Các bạn cứ hiểu rằng hoàn là sẽ được cơ quan thuế hoàn trả lại cho các bạn cái số tiền thuế. Rồi, tuy nhiên cái phần này thì có thể chúng ta sẽ không tìm hiểu kỹ, bởi vì chúng ta không được học môn quản lý thuế ạ. Nó sẽ liên quan đến các cái thủ tục như là kê khai, rồi hoàn thuế, nộp thuế các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đi như vậy, đến đây là chúng ta đã kết thúc về nội dung của chương 2. Thì cô muốn nhấn mạnh cho các bạn là các bạn sẽ phải có một số những cái nội dung mà các bạn sẽ phải nhớ được cho cô, đó là gì ạ? Như vậy thì chương 2 đã kết thúc về thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì ngoài cái việc mà các bạn biết được rằng là thuế tiêu thụ đặc biệt là gì, nó có vai trò như thế nào, rồi đặc điểm như thế nào, những cái đó thì cô không nói, thì các bạn sẽ phải xác định là cho cô đó là cái căn cứ tính thuế các bạn ha. Các bạn phải xác định được là cái căn cứ tính thuế ạ. Căn cứ tính thuế. Các bạn phải xác định được cái căn cứ tính thuế. Thì chúng ta có căn cứ tính thuế là bằng gì ạ? À, bằng giá tính thuế. Bằng giá tính thuế ạ. Và chúng ta sẽ nhân với thuế suất. Thực ra thì giá tính thuế này ở đây cô viết tắt cho các bạn thôi. Còn giá tính thuế ở đây nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng là số lượng thực tế này. Số lượng tiêu thụ thực tế. Số lượng tiêu thụ thực tế ạ. Thực tế, và các bạn sẽ nhân với đơn giá tính thuế đơn vị ạ. Đơn giá tính thuế đơn vị ạ. Đơn giá tính thuế đơn vị các bạn ha. Rồi, và sau đó các bạn sẽ nhân với thuế suất ạ. Thuế suất thì chúng ta không khó khăn rồi, bởi vì chúng ta đã có gì ạ? Thuế suất thì chúng ta đã có trong biểu tính thuế rồi. Quan trọng là các bạn xác định được cho cô là thực tế cái số lượng tiêu thụ hay là đơn giá này. Và một số những trường hợp như là thế này ạ. Các bạn cũng sẽ có những hình thức là các bạn là công ty A. Các bạn là một công ty A về sản xuất rượu. Các bạn có rất nhiều những cái đại lý bán lẻ. Ví dụ như là ở Nha Trang này. Các bạn là một công ty ở Đà Lạt, các bạn ở Nha Trang này. Các bạn ở Bình Thuận này, các bạn có đại lý ở Bình Thuận này. Rồi các bạn có đại lý ở đâu ha? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như vậy, đây là đại lý của các bạn. Tôi đang giả sử các bạn sẽ có đại lý. Và đại lý này thì nó có nhiệm vụ là gì ạ? À, đại lý này nó sẽ bán hàng đúng giá. Các bạn sẽ giao hàng. Các bạn sẽ giao hàng cho đại lý, và đại lý này sẽ bán hàng đúng giá. Và họ sẽ được hưởng hoa hồng ạ. Tức là ví dụ như bạn bán được một chai thì sẽ được hưởng là bao nhiêu? Và họ sẽ hưởng hoa hồng đại lý. Họ sẽ hưởng hoa hồng. Thì trong trường hợp này, các lớp lưu ý cho cô, có thể là đầu tháng các bạn giao cho họ là 1.000 chai. Giao cho đại lý là 1.000 chai. Nhưng mà chắc gì đến cuối tháng thì quyết toán họ tiêu thụ cho các bạn được bao nhiêu ạ? Được 800 thôi ạ. Được 800 chai thôi. Thì lúc này các bạn sẽ phải tính thuế đối với 800 chai tiêu thụ thôi các bạn nhé, chứ không phải là 1.000. Như vậy thì đối với trường hợp mà bán hàng qua đại lý thì cả lớp lưu ý cho cô là gì ạ? Các bạn sẽ tính cái số mà tiêu thụ thực tế thôi. Nên các bạn phải xác định được là số lượng tiêu thụ thực tế trong những trường hợp này là như thế nào. Và một phần nữa mà các bạn phải lưu ý cho cô đó là gì ạ? Cái phần mà đối tượng nộp thuế các bạn nhé. Tức là đây ạ, một phần là đối tượng nộp thuế. Các bạn là công ty xuất khẩu ạ. Các bạn mua hàng về để mà xuất khẩu sang để mà xuất khẩu đi ha. Nên là các bạn mua trong nước ha. Các bạn mua trong nước đi. Các bạn mua về trong nước mà để các bạn xuất khẩu. Thì trong trường hợp này các bạn không xuất khẩu mà các bạn lại tiêu thụ trong nước ạ. Các bạn tiêu thụ trong nước thì tại cái khâu này, nếu như xuất khẩu ở đây thì các bạn sẽ là không chịu thuế. Nhưng mà tại cái khâu này thì các bạn sẽ phải là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ.
Rồi, còn một trường hợp này nữa, bạn lớp hình dung cho cô. À, như vậy thì nó có một trường hợp như thế này ạ. À, đó là ở Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái khu vực được gọi là khu phi thuế quan. Khu phi thuế quan các bạn ha. Nó chính là bao gồm gì ạ? À, khu chế xuất. Khu chế xuất này. À, doanh nghiệp chế xuất. À, những cái khu phi thuế quan này nó sẽ được thành lập theo cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ các bạn ha. Nó sẽ có hàng rào ngăn cách với bên ngoài. Và những cái khu chế xuất này nó là một cái khu công nghiệp đặc biệt. Và nó chỉ dành cho cái việc đó là gì ạ? À, sản xuất này, chế biến những sản phẩm để mà xuất khẩu ra nước ngoài thôi. Hoặc là dành cho các doanh nghiệp mà hoạt động trong những cái lĩnh vực mà có liên quan đến xuất khẩu. Như vậy thì nó sẽ không giao dịch với bên ngoài đâu. Tức là nó sẽ không được ngăn cách với bên ngoài và nó được sự kiểm soát của những cái ban quản lý khu phi thuế quan. Thì giả sử như các bạn là một doanh nghiệp ha. Các bạn là một doanh nghiệp trong nước ạ. Các bạn là một doanh nghiệp X đi. Các bạn là một doanh nghiệp X ạ. Đây, các bạn là một doanh nghiệp X. Nếu như mà các bạn bán hàng vào khu phi thuế quan thì nó giống như xuất khẩu. Hoặc là bán hàng vào khu chế xuất thì nó giống như xuất khẩu. Và chúng ta đã học rồi là gì ạ? À, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà được xuất khẩu trực tiếp hoặc là xuất khẩu thì trường hợp này sẽ không chịu thuế. Ngược lại, nếu như các bạn mua hàng trong khu phi thuế quan thì giống như là các bạn đang đi nhập khẩu ạ. Và sau này các bạn học thì trường hợp mà các bạn bán hàng vào khu phi thuế quan thì thuế giá trị gia tăng là 0% này. Thuế tiêu thụ đặc biệt là không chịu thuế. Còn trong trường hợp này thì giống như các bạn là đang nhập khẩu các bạn ha. Nhưng mà đi làm bài các bạn sẽ nhớ cho cô là nếu như mà bán hàng xuất khẩu thì nó sẽ giống với cái việc mà các bạn bán cho khu chế xuất các bạn nhá. Như cho khu chế xuất ạ. Bán cho khu chế xuất. Nhưng mà các bạn đừng có nhầm, chỉ có khu chế xuất hoặc là doanh nghiệp chế xuất thôi. Còn khu công nghiệp thì nó khác nhá. Khu công nghiệp thì nó vẫn bình thường. Khu công nghiệp thì nó vẫn xảy ra bình thường và các bạn bán vào cái khu công nghiệp này này thì nó vẫn phải tính thuế bình thường các bạn ha, vẫn tính thuế bình thường ạ. Các bạn lưu ý cho cô như vậy. Nhưng mà nếu như mà các bạn bán vào cho khu công nghiệp này thì các bạn vẫn tính thuế bình thường, chỉ trường hợp nào là khu chế xuất thôi ạ. À, đó là một số những cái lưu ý cho các bạn thì khi các bạn đi làm bài. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ làm cho cô bài tập số 2 trong tài liệu ạ. Bài tập số 2 này thì cô cho các bạn thông tin khá là đơn giản. Tức là doanh nghiệp này có chuyên sản xuất về rượu dưới 20 độ. Và trong tháng 6 năm 2016 thì có tình hình tiêu thụ rượu do đơn vị sản xuất như sau. Và cô gọi đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là chúng ta có 7 cái hoạt động này thì chúng ta hay còn gọi là 7 cái nghiệp vụ kinh tế. Như vậy ha. Thì các bạn sẽ phải tính cho cô xem, bây giờ chúng ta không còn dừng lại ở việc là tính giá nữa, mà các bạn phải xác định xem là trong từng những cái giao dịch như vậy thì doanh nghiệp sẽ phải có thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là bao nhiêu. Và đến như vậy thì tổng kết trong tháng 6 năm 2016 này thì cái các bạn phải xác định được đó là gì ạ? Đó là thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp sẽ phải nộp. Yêu cầu tính thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp X phải nộp trong tháng 6 năm 2016. Và khi làm những cái bài tập này thì cả lớp lưu ý cho cô là cái thông tin tài liệu bổ sung rất là quan trọng. Khi làm môn thuế các bạn phải đọc kỹ những thông tin này ha. Như vậy thì tôi cho các bạn thông tin là tài liệu bổ sung đó là gì ạ? Cuối tháng 6 này đại lý quyết toán tiêu thụ được 90% số lượng đã rượu đã giao. Như vậy là tôi đầu tháng tôi giao cho đại lý này số rượu, nhưng mà cuối tháng thì người ta chỉ tiêu thụ được 90% thôi. Rồi, và giả sử thuế suất của rượu 20 độ là 30% ạ. Thì bây giờ các bạn sẽ làm bài tập này cho cô ha. Các bạn cứ làm đi rồi lát nữa có thể từng bạn sẽ làm một nghiệp vụ một thì các bạn sẽ có cái điểm cộng ha. Cho các bạn 10 phút để làm ạ. Rồi, các bạn có 10 phút để làm nhé.